Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 956, không cho phép ra khỏi cửa. Mưa rơi vẫn càng lúc càng lớn, đập vào lá chuối vang lên lộp bộp. Lãnh mặc hàn chậm rãi nhấc chăn đệm lên, tay giữ chặt vết thương băng bó nơi lồng ngực, toàn thân đẫm mồ hôi khó chịu để cho tiêu đồng khoác chiếc áo sơ mi trắng cho mình, chậm chạp xuống giường. Ai, tiêu đồng thoáng cái giữ được anh, đau lòng sốt ruột nói, anh muốn đi đâu ha? cô ấy có thể một lát nữa sẽ đến đây, đừng khẩn trương như vậy. Tôi ra ngoài đi dạo một chút, lãnh mặc hàn nhẹ hất tay, tránh tiêu đồng nâng, trên mặt đầy vẻ cố chấp, hai tròng mắt hiện lên ánh nhìn khó chịu, như chịu đựng đau đớn, cất bước đi ra ngoài phòng bệnh, mấy người tô lạc hoành đang muốn vào lúc này, đi thăm khả hinh, lại nhìn thấy anh kiên chỉ kìm nén đau đớn, cũng kỳ quái hỏi cậu thân thể không thoải mái, muốn đi nơi nào nữa. Lãnh mặc hàn không nói lời nào, chỉ nét mặt lãnh đạm tay chống vết thương, trầm mặc đi ra ngoài. Cậu ta, cậu ta muốn đi nơi nào vậy? Tô Lạc Hoành nhìn về phía tiêu đồng hỏi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tiêu đồng im lặng không lên tiếng, chỉ đứng giữa phòng bệnh, nhìn lãnh mặc hàn xoay người bước qua cửa sổ thủy tinh phòng bệnh, chịu đựng đau đớn đi về phía trước, cô bất đắc dĩ thở dài. Hành lang dài mà trắng, vẫn quanh quẩn vô số y ta, còn có bệnh nhân kêu lên đau đớn, nhất là Mỹ Linh, trời sinh yêu vẻ đẹp, phát hiện cằm của mình nứt ra một chút, đang sống chết không muốn khâu, thực sự không muốn đi Hàn Quốc chỉnh dung. Lãnh Mặc Hàn tay giữ vết thương trước lồng ngực, đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Mỹ Linh mặc trang phục bệnh nhân, cuộn tròn trên giường, ồn ào kêu lên, hai mắt anh lóe ra vài tia nhìn đau thương, nhưng vẫn trầm mặc đi về phía trước, người trước nay vẫn luôn hiên ngang bước nhanh như anh, bây giờ đi bộ lại có chút khó khăn. Một trận sấm rền đánh xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền phòng bệnh riêng biệt phía bên này đặt sau hòn non bộ lâm bạch bạch cùng tiểu nhu đang toàn thân đầy mồ hôi ngồi xổm trên mặt đất đem vô số những con bò cạp từ hiệu thuốc lấy về đặt một ít vào bên trong cối đá bang 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 không ngừng giã nhỏ thành bột phía sau trong cái tô là canh thuốc mà bác phúc đã dặn ba lần trưng ba lần phơi từng đợt lửa mạnh đem mùi thuốc bốc hơi lên bay ra ngoài cửa sổ vô số côn trùng rắn chuột người thấy mùi vị này nhao nhao lủi đi, thậm chí ngay cả một vài độc trùng ẩn nấp trong lá cỏ cũng nhanh chóng di chuyển. Nhã tuệ cũng ngồi xổm ở bên ngoài, đem thuốc viên bác phúc dặn dò, toàn bộ dã nát, căn cứ theo tỷ lệ phân chia ra từng phần, thế nhưng giữa lúc cô muốn tìm thìa, lại phát hiện không thấy thìa đâu, liền kêu tiểu nhu đang trong bếp, nói tiểu nhu. Thìa không có ở đây, có trong bếp hay không vậy? Tiểu nhu đang cầm thìa thép, dùng sức quấy canh thuốc nồng đậm kia, nghe thấy lời nhã tuệ, cô a lên một tiếng, ném thìa, lau mồ hôi trên trán, sốt ruột nói, đúng rồi, cái thìa, tôi quên mua. Tôi lập tức đi mua. Cô nói xong, liền vội vội vàng vàng cầm cây dù màu lam đậm bên cạnh lên, bước nhanh ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi phòng bệnh, một cơn mưa nặng hạt đập vào người cô, cô tức khắc bật dù, bước nhanh đi về phía trước. Lãnh mặc hàn vừa cố gắng chống thân thể, chịu đựng cảnh cáo nghiêm trọng của Tô Thủy Kỳ, có thể sẽ nứt ra đau đớn, đang hướng theo hành lang dài uốn lượn bên này đi tới, lại ngẩng đầu nhìn về phía một dáng người ôn nhu đang từ hòn non bộ bên kia đi tới hai mắt anh cường liệt lóe lên nhìn kỹ người trước mặt tiểu nhu đang sốt ruột che dù đi về phía bên này lại ngẩng đầu nhìn thấy phía trước hành lang một bóng dáng quen thuộc đứng đó cô mở to đôi mắt mặt đỏ bừng vội vã che dù quay lại muốn đi vào một con đường nhỏ khác tiểu nhu lãnh mặc hàn không nói hai lời tay ấn chặt nơi lồng ngực hơi bước nhanh đi ra khỏi hành lang đón mưa to gió lớn muốn đi về phía tiểu nhu, ai ngờ bước xuống một bước, lúc thân thể dùng lực gắng gượng để đứng vững, giải băng trắng trên lồng ngực trong nháy mắt nhuộm đỏ, vết thương cuối cùng bị xé rách, anh đau đớn không nhịn được thở hổn hển. Bóng người bên hòn non bộ, tức khắc dừng lại. Tiểu nhu nghe thấy tiếng thở khó chịu kia, cô thoáng cái sốt ruột che dù, xoay người, mở to đôi mắt, cư nhiên nhìn thấy lãnh mặc hàn đã đứng trong mưa, tay giữ chặt vết thương nơi lồng ngực, đang khó chịu cúi đầu, trong lòng cô đau nhói, Trời ơi kêu lên một tiếng, vội vã chống cây dù, nhanh chóng đi về phía trước, kêu to, "Lãnh phó tổng." Lãnh Mặc Hàn đón mưa gió, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu đang khẩn trương đi về phía bên này, hai mắt anh bộc lộ vài phần vui sướng, lại lập tức cảm giác vết thương xé rách đau đớn, cả người anh như muốn ngã gục xuống. "Ai?" Tiểu Nhu trong nháy mắt chạy tới, vừa đưa tay vịn hông anh, vừa giữ dù che chắn chút gió mưa cho anh, mới đau lòng hỏi, "Lãnh phó tổng, anh không sao chứ?" lãnh mặc hàn cúi đầu nặng nề thở hổn hển tay cường ngạnh đè nén vết thương đầy máu sắc mặt hơi tái nhợt đẫm lệ nhưng vẫn lắc lắc đầu anh 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 lúc này ra đây làm cái gì mưa to gió lớn còn bị thương như vậy tiểu nhu khẩn trương che dù sốt ruột hỏi lãnh mặc hàn nghe lời này liền chậm rãi trầm mặc ngẩng đầu hai tròng mắt lóe ra nhìn về phía cô gái ôn nhu đáng yêu trước mặt nhớ tới sáng nay cô ngồi trên giường bệnh của mình dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đau lòng khóc thân thể anh đau đến mức mất đi cân bằng, lại muốn ngã xuống. Ai? Tiểu Nhu lại đưa tay giữ chặt Hồng anh. Lãnh mặc hàn cũng thừa cơ đưa tay ôm lấy hông Tiểu Nhu, tựa vào bên cạnh cô, cúi đầu, tựa vào chán cô, khó chịu đau đớn vô lực thở gấp, trầm giọng nói, em muốn đi đâu? Em, em, Tiểu Nhu mặt bóng chốc đỏ lên, sốt ruột khẩn trương lúng túng nói, em đi ra ngoài mua cái thìa. Bên kia có đường ra bệnh viện sao? lãnh mặc hàn nghe, nuốt xuống một ngụm nơi cổ họng khô cạn, vô lực hỏi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, hai mắt tiểu nhu lập tức trái phải lóe lên, nói không nên lời. Lãnh mặc hàn lại nuốt một ngụm, ngước mắt, nhìn về phía dáng vẻ tiểu nhu như vậy, kìm lòng không được ôm chặt hông cô, lại nặng nề thở dốc, nói có thể đưa anh trở về phòng bệnh hay không. À, được, tiểu nhu không nghĩ quá nhiều, tức khắc đưa tay đỡ bên hông lãnh mặc hàn, chống đỡ sức nặng từ cơ thể cường tráng của anh, lại một tay giữ dù, cùng nhau đi về phía trước, vài bước đi lên hành lang, liền vội vã ném cây dù, hai tay cùng đỡ thân thể anh đi về phía trước, vừa đi vừa đau lòng khẩn trương nói, "Chậm một chút. Chậm một chút." Lãnh Mặc Hàn vừa đi về phía trước, vừa quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, trên khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi cuối cùng hiện lên một chút ý cười. Cửa phòng bệnh mở ra. Tiểu Nhu lại nhanh chóng đỡ Lãnh Mặc Hàn đi vào phòng bệnh. Sau đó thật cẩn thận đỡ anh toàn thân đều bị thương, đi tới bên giường bệnh, đỡ anh nằm xuống, liền tức khắc xoay người, cầm một chiếc khăn lông trắng bên cạnh lên, vô cùng san sóc ngồi bên cạnh anh, trên khuôn mặt kiên nghị của anh, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi và nước mưa. Lãnh Mặc Hàn nằm nghiêng trên giường bệnh, hai tròng mắt lóe lên ánh nhìn dịu dàng, nhìn cô gái trước mặt. Cửa lập tức mở ra. Tô Thủy Kỳ dẫn theo bác sĩ phụ trách của anh đi vào phòng bệnh, tức khắc liền nhìn thấy lồng ngực Lãnh Mặc Hàn lại nhuộm đỏ anh nặng nề thở dài một hơi, nói tôi thật sự là trong trong ngoài ngoài rất bận đấy. Một đám người không có một ai nghe lời, tất cả đều là thân thể vừa mới khá hơn một chút, liền liều mạng chạy ra bên ngoài. Anh vừa làm chuyện gì, đi ra ngoài, còn toàn thân ướt như vậy. Tiểu Nhu tức khắc có chút sợ hãi đứng lên, cầm khăn lông trắng, đứng một bên, không dám lên tiếng. Lãnh Mặc Hàn hai mắt chăm chú nhìn cô, lại nói, đứng nhích ra một chút ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nghe thấy lý do này, hai mắt anh trợn tròn, thực sự bất đắc dĩ nhìn người này, muốn nói gì đó, nhưng vẫn biết nói gì cũng vô ích, đành phải xoay người hơi giơ tay, để cho bác sĩ phụ trách cùng với y tá nhanh chóng tiến lên, cởi bỏ sơ mi, lập tức thân thể cường tráng của một người đàn ông hiện ra, nhất là do trường kỳ tập võ, trên bả vai của anh, trong ngực, toàn bộ đều là bắp thịt săn chắc, nhất là từ lồng ngực tới bụng càng cảm thấy gợi cảm tiểu nhu thoáng cái xoay người, mặt xôn sao đỏ. Lãnh mặc hàn vừa để y tá băng bó lại cho mình, vừa tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng tiểu nhu đang xấu hổ xoay người kia, hai mắt anh dần hiện lên một chút ôn nhu tươi cười. Tô Thủy Kỳ khẩn trương chăm chú nhìn y tá đang băng bó lại cho lãnh mặc hàn, nhìn thấy trước lồng ngực anh may mắn không vỡ ra, liền thở hổn hển một hơi, cũng vội vàng di chuyển lên, kéo băng gạc cho lãnh mặc hàn, bắt đầu quấn nơi lồng ngực kiên cố, cho đến khi vết thương đã được băng bó vững vàng chắc chắn, anh mới yên tâm nói, hiện tại được rồi. Tôi nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như anh đêm nay còn dám ra khỏi phòng bệnh này, tôi thề, cái thành phố này tuyệt đối sẽ không có một bệnh viện nào dám tiếp nhận anh nữa. Lãnh Mạc Hàn nghe lời này, hơi trầm mặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Thủy Kỳ, phát hiện sắc mặt anh rất nghiêm túc, xem ra là thực sự nổi giận. Tô Thủy Kỳ quấn một vòng băng gạc cuối cùng xong, kẹp chặt một cái cũng nheo mắt nhìn lãnh mặc hàn một cái lãnh mặc hàn tức khắc hơi gật đầu trầm giọng nói được tôi tuyệt không ra khỏi cửa chỉ cần người kia không ra khỏi cửa tôi cũng không ra khỏi cửa tô thủy kỳ cùng bác sĩ còn có các y tá đều khẽ giật mình đứng lên liếc mắt nhìn cô gái trước mặt nghi hoặc không hiểu tiểu nhu trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn mọi người đang nghi hoặc kỳ quái nhìn về phía mình cô bỗng chốc đỏ mặt giơ khăn mặt vội vã lắc lắc đầu Mở to mắt, Khẩn Trương như đầu hàng nói, "Tôi, tôi, tôi không có làm sai chuyện gì." Lãnh Mặc Hàn nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt không nhịn được lại tươi cười. Tô Thủy Kỳ lại hết sức nghiêm túc nhìn cô, nói, "Mặc kệ cô có làm sai chuyện gì hay không, vì sức khỏe Lãnh Phó tổng chuyển biến tốt hơn, trước hết cô ở đây. Không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép ra khỏi phòng bệnh." A, à, Tiểu Nhu ngẩn ra, chương 957, hình tượng cuộc sống Tô Thủy Kỳ cùng bác sĩ, còn có các y tá, băng bó kỹ cho lãnh mặc hàn, kiểm tra vết thương bình thường xong, liền trầm mặc đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ đóng cửa lại. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại. Lãnh mặc hàn vừa nhẹ kéo đồng phục bệnh nhân màu trắng trên người mình, vừa ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt. Tiểu Nhu vẫn tay cầm khăn lông trắng, mở to mắt, ngây ngốc đứng cách giường bệnh xa hơn một chút, không dám qua, chỉ ngốc nghe suy nghĩ, rốt cuộc lãnh mặc hàn tại sao lại muốn mình ở lại em còn đứng ở đó làm gì? qua đây ngồi một lát. lãnh mặc hàn nhàn nhạt nhìn cô, dường như dặn dò kẻ dưới. à, tiểu nhu vừa mới quay người lại, lại nhìn thấy áo lãnh mặc hàn hơi mở ra, lồng ngực nóng cháy, bắp thịt kiên cố, mặt cô bỗng chốc lại đỏ lên, vội vã tránh né thân thể anh, nhìn qua chén canh sâm đã nguội lạnh bên cạnh, cô kêu ôi lên một tiếng, nhanh chóng đi qua, tới trước chén canh sâm kia, nhìn vào bên trong, thật là một chút canh sâm cũng không uống, liền đau lòng khẩn trương kêu lên anh sao lại không uống thanh vậy?" Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lãnh Mặc Hàn chỉ trầm mặc nhìn cô, không lên tiếng. Tiểu Nhu cũng không hiểu quay đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn sốt ruột nói, "Đây là nhánh nhân sâm ngàn năm cuối cùng mà cha em cất giữ a. À. Ông ấy chưa bao giờ cho người khác ăn, nhìn cũng không cho nhìn. Ông ấy biết anh và chị Uyển Thanh gặp chuyện, cố ý gọi người đưa tới. Lúc đem tới, chị em còn không muốn cho lấy đi thật lâu." đây không phải là canh sâm bình thường a à. trong lời này hiếm khi có được một chút nghiêm túc lãnh mạc hàn tựa trước giường bệnh hé mở đôi mắt ôn nhu nhìn về phía cô ánh mắt tiểu nhu sáng lên nhìn về phía bộ dáng không quan tâm như vậy của anh cô thậm chí có chút đau thương cùng khổ sở nói anh không thể thờ ơ như vậy cái này thực sự thật là một chén canh rất khó mà có được tôi biết anh thân là phó tổng tự nhiên coi thường những người như chúng tôi anh 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 đã từng ra nước ngoài đã từng đọc qua rất nhiều sách vở anh hiểu biết rất nhiều thứ thế nhưng thế nhưng đây đây mới thật sự là bảo vật vô cùng chân quý của chúng tôi không thể như vậy quá lãng phí thật quá đáng cô nói xong nhất thời tức giận đến mặt đỏ lên nhưng cũng nói không nên lời lãnh mặc hàn thấy cô như vậy thực sự là hiếm khi thấy được cô tức giận lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải đành phải nhanh chóng giải thích nói không phải như thế không phải như vậy, vậy là thế nào? Tiểu Nhu giận đến mức hai mắt xương dung lệ, thật đau lòng nói, nhân sâm ngàn năm này bình thường đặt trong hầm của cha em, em và chị em không có việc gì liền vào xem, cũng thấy thành hình người rồi. Chị nói, gốc sâm ngàn năm này, nếu không phải chồng chị ấy ăn, cũng phải là chồng em ăn. Mọi người đều nói được, thế nhưng em hiện tại cho anh ăn, chị của em ở nhà, nhất định rất thương tâm. Ngoặc kép chấm 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 chấm, chấm ngoặc kép. Lãnh mặc hàn nhìn dáng vẻ này quả cô, mặt bộc lộ ý cười như không cười. Anh, anh, anh còn như vậy, tiểu nhu trong lúc nhất thời bị tức giận đến mức nói không nên lời, tức khắc muốn bưng canh xâm lên, nói anh không uống. Có rất nhiều người uống, em đưa qua cho cháu nội của bà lão phòng bên cạnh uống. Tay cô vừa mới đưa tới. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt vươn tay, nắm chặt cổ tay cô, cường thế lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Này! Tiểu Nhu thoáng cái ngồi trên giường, nhưng vẫn rất thương tâm cùng khổ sở nhìn anh. Lãnh mặc hàn nắm chặt cổ tay cô, mới thở dốc, bất đắc dĩ nói, đây không phải là chờ em tới sao. Tay anh không được tốt, thực sự uống không được. Tiểu Nhu nghe lời này, sắc mặt mới hơi thu lại, giật mình nhìn anh nói, em. Em không phải nhờ chị Tiêu Đồng bưng canh tới cho anh sao? Chị ấy không lấy cho anh uống sao? Lãnh mặc hàn hai mắt nhanh chóng chấp nháy, nói thẳng, anh không muốn cô ấy lấy cho ăn. Y hệt đàn ông. Amen. Tiểu Nhu mở to hai mắt, trầm mặc quái dị nhìn anh. Lãnh mặc hàn cũng hơi ngước mắt lên, trầm mặc cùng ái muội nhìn cô. Tiểu Nhu đầu óc đơn giản, không muốn xảy ra chuyện gì, đôi mắt bồ câu trái phải lưu chuyển một lát, mới thành thật ngơ ngác nói, vậy. Vậy, vậy em lấy cho anh ăn. Lãnh mặc hàn nghe lời này, trên mặt không tự chủ hiện lên tiêu ý, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm tiểu nhu điềm đạm nhìn anh một cái đành phải nâng chén canh trên mặt bàn lên cầm thìa nhẹ múc một chút canh đưa đến bên miệng lãnh mặc hàn hai tròng mắt mơ màng bộc lộ ánh mắt đầy chờ mong nhìn anh lãnh mặc hàn vừa nhìn cô vừa cúi xuống nhẹ uống canh vào miệng chợt cảm thấy đầy vị nhân sâm hương vị thuốc càng làm tinh thần người ta trong nháy mắt chấn động hai mắt anh chợt lóe lên nhìn cô tiểu nhu tay cầm thìa mặt phiếm hồng như hoa mắt long lanh mở to Khẩn Trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, chính mình cũng không nhịn được nuốt một cái nơi cổ họng, thần sắc có chút khoa trương hỏi: "Uống có ngon không?" Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn Tiểu Nhu tối nay động lòng người như vậy, khắp nơi đều lộ ra chút hương vị phụ nữ, anh không khỏi cảm xúc dâng trào, gật gật đầu. Tiểu Nhu lập tức ngọt ngào cười, ngồi lại gần Lãnh Mặc Hàn hơn một chút, thật cẩn thận múc canh trong chén cho anh, vừa múc vừa nói: "Anh cứ thong thả uống." Nhân sâm ngàn năm này em để lại một nửa cho chị Uyển Thanh rồi. Đến lúc đó phẫu thuật có chuyện gì, vẫn còn có thể kéo dài tính mạng. Em sẽ nhờ bác Phúc cố hết sức tia dây bệnh cho chị ấy, chị ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Anh yên tâm, chị em nói, làm bạn bè phải. Anh không muốn lại nghe thấy câu làm bạn bè phải lưỡng lạc sáp đao, sao, vào nơi nước sôi lửa bỏng, xuống chảo dầu. Lãnh mặc hàn trực tiếp nhanh chóng ngăn cản. Sao, giúp bạn bè hết lòng mà không tiếc mạng sống ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu lập tức dừng động tác, ngây ngốc giật mình nhìn anh. Hai mắt lãnh mặc hàn cũng chớp chớp lộ ra vài phần ẩn nhẫn kiềm chế nhìn cô, dừng lại một lúc, mới nói, bên trong canh còn có thứ gì khác ăn được không? À, có, tiểu nhu tức khắc quên chuyện vừa rồi, lập tức cầm đũa lên, đưa vào trong canh, gắp lên một khối thịt bồ câu, mới mỉm cười nói, đây là loại chim nguyên cáo sao sao, được cha và chị em bắt ở sau núi anh mau nêm thử. Sao sao, một giống chim bồ câu. Cô vừa nói xong, liền gắp thịt bồ câu đưa tới bên miệng anh, thậm chí một tay còn đỡ phía dưới, hết sức ôn nhu cùng săn sóc. Lãnh mặc hàn nhìn cô một cái, mới hơi cúi đầu, nếm thử miếng thịt bồ câu kia, chợt cảm thấy thịt bồ câu trơn mềm ngon miệng, hai mắt anh lưu chuyển, nhìn về phía cô. Ăn ngon không, tiểu nhu cầm đũa lên, chờ mong nhìn về phía anh. Ừm, lãnh mặc hàn nhìn cô, mỉm cười. Tiểu Nhu thật vui vẻ cười rộ lên, tức khắc lấy đũa, thò vào trong chén canh, lại kẹp ra một miếng thịt bồ câu, nói, nếu như anh thích, mỗi ngày em đều ra sau núi bắt cho anh. Chờ chị Uyển Thanh tỉnh lại, em cũng sẽ hầm canh bồ câu cho chị ấy uống. Cô vừa nói xong, lại đem một khối thịt bồ câu, đưa đến bên miệng lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn vừa ăn vừa nuốt xuống, nhìn cô gái trước mặt sắc mặt phiếm hồng, dịu dàng động lòng người, không khỏi xúc động nói, vậy em. Có thể mỗi ngày đều qua đây với anh không? Tiểu Nhu cầm đũa, hơi dừng lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn chân thành nhìn cô, hai mắt nóng cháy thoáng qua vài tia nhìn cường liệt trở lại, nói có thể hay không? Tiểu Nhu nghe lời này, đôi mắt to trái phải lóe ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tức khắc nói: "A, à, em nhớ ra rồi, em em có việc phải làm, em có việc bận, lúc thì trà bánh trong tủ, lúc thì bánh bí đỏ trong đồng phục." lúc thế này lúc thế kia sau đó trốn tránh anh né tránh anh lãnh mặc hàn nhanh chóng nói hết ra nhìn về phía tiểu nhu lại cũng không nhịn được nói tiếp nói cho anh biết tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ em với anh một chút cảm giác cũng không có sao vì anh khóc thành như vậy vì anh đem nhân sâm ngàn năm nhà em cũng lấy ra đây là vì sao em em không biết tiểu nhu mặt bỗng chốc đỏ lên cúi đầu nói không nên lời lãnh mặc hàn lúc này được ước muốn tìm một người đánh cho một trận, anh lại thật sâu nhìn cô, sốt ruột nói, không biết. Trong lòng em nghĩ thế nào, em lại không biết sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta có chướng ngại vật gì không thể vượt qua sao? Hay là, có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi không? Tiểu Nhu trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động như vậy, cô vội vội vàng vàng lắc đầu nói, không. Không có, em, em chỉ là muốn làm ban của anh thôi, chưa từng nghĩ những chuyện khác anh không nên hiểu lầm em không có suy nghĩ dư thừa lãnh mặc hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác thất bại như vậy nhìn cô nói em vì anh khóc thành như vậy với anh một chút cảm giác cũng không có vậy em không coi anh là đàn ông sao tiểu nhu lập tức mở to hai mắt nhìn về phía lãnh mặc hàn trái tim dường như bị người ta lấy búa nện vào nhanh chóng đứng lên nói anh anh từ từ nghỉ ngơi em có việc không thể cùng anh được ngàn vạn lần không nên lộn xộn Cô vừa nói xong, liền nhanh chóng đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Em đứng lại đó cho anh. Lãnh mặc hàn thoáng cái đỡ vết thương, cấp tốc sốc chăn đệm lên, đứng trên mặt đất, nhìn về phía bóng lưng tiểu nhu dừng lại. Đau lòng nói, anh đoán rằng, cả đời này anh sợ rằng cũng không tìm được một cô gái như em. Anh muốn quý trọng em thật tốt. Tiểu nhu đưa lưng về phía lãnh mặc hàn, mặt bộc lộ vài phần ngượng ngùng, lại không biết do dự điều gì. Tiểu nhu, Lãnh Mặc Hàn lại đi gần cô thêm vài bước, nhìn cô vội vàng nói, "Đêm nay, đừng đi, ở lại với anh." Tiểu Nhu mặt bộc lộ vài phần ẩn nhẫn do dự, kiềm chế chút thời gian, rốt cuộc mặt mang theo vài phần thành thục, quay sang, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thật lòng nói, "Lãnh Phó tổng, cảm ơn anh, thế nhưng, xin lỗi, em không thể đáp ứng anh được, em chỉ muốn làm bạn với anh, em rất sùng bái anh, em rất vui vì anh không xem em như một đứa ngốc, cùng em trò chuyện." giải thích một số chuyện. Em rất cảm kích anh, thế nhưng hình tượng cuộc sống trong tương lai của em, không phải anh. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt như bị người ta lấy búa nện mạnh, bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Cha em nói, tiểu nhu đứng tại chỗ, chân thành cúi đầu, trái tim bộc lộ chút kiềm chế cùng đau đớn, nhưng vẫn thẳng thắn nói cha em nói. Nếu như em thích một người, trong hình tượng cuộc sống tương lai, sẽ có người đó. Trong hình tượng cuộc sống tua ốc Lai của em không có anh lãnh mặc hàn hai tròng mắt lộ ra rất nhiều đau đớn nhìn cô nói em chắc chắn sao em chắc chắn tiểu nhu chậm rãi gật đầu sau đó cắn chặt môi dưới lại khó khăn đưa ra quyết định này nói cảm ơn anh đã yêu ái hẹn gặp lại cô nói xong liền trong nháy mắt xoay người đi ra khỏi phòng bệnh lãnh mặc hàn trong nháy mắt tiến lên kéo mạnh cánh tay cô đau lòng suốt ruột nói chẳng lẽ không thể thử cố gắng một chút sao Tiểu Nhu dừng lại một lát, rốt cuộc vẫn cắn chặt môi dưới, khất tay anh ra, mở cửa, cất bước đi ra ngoài. Tiểu Nhu, Lãnh Mặc Hàn đau lòng nhìn bóng lưng Tiểu Nhu một thân một mình đang dần xa, anh đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều vô cùng cô quạnh. Chương 958: Trả lại cho em trai chị. Mưa rơi điên cuồng như thác nước đổ xuống, kéo dài khắp nơi. Vô số xe con màu đen nhao nhao chạy tới bệnh viện, cuối cùng dừng trước cầu thang cửa bệnh viện rất nhiều vệ sĩ bước ra khỏi mấy chiếc xe màu đen, đầu tiên là quan sát kỹ xung quanh, sau đó khom lưng cúi đầu hướng về phía hai chiếc xe Rolls Royce. Cửa xe Rolls Royce đồng thời mở ra. Hơn 10 người phụ nữ mặc trang phục váy ngắn màu đen, áo vét đen, tóc búi cao tao nhã, tay cầm chiếc ô, thập phần tôn kính mỉm cười đi tới bên cạnh của xe, hơi khom người nói chủ tịch, phu nhân, mời xuống xe. Ừm, tưởng vĩ quốc mặc âu phục màu đen, bước xuống xe, sau đó quay lại đỡ bà xã của mình. Trang tính vũ cũng bước ra từ một chiếc rôn Royce khác, đỡ ân Nguyệt Dung. Trang Ngải Lâm cùng tưởng Tuyết Nhi cùng bước ra từ một chiếc xe khác, dẫn theo hơn 10 luật sư nổi tiếng cùng 20 vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu. 10 người thành viên ban giám đốc cũng chậm rãi đi vào bệnh viện. Lúc này, viện trưởng nhanh chóng đi xuống cầu thang nghênh đón tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, vô cùng tôn kính nói, hai vị chủ tịch, phu nhân, tiểu thư, Diệp Mạn Nghi đứng bên cạnh chồng nhìn về phía viện trưởng, vẻ mặt bộc lộ sự quan tâm của bậc trưởng bối, tự mình dò hỏi tình hình khả hình thế nào. Mọi người có khỏe không? Mỗi người đều đang trị liệu, tình huống của đường tiểu thư rất tốt, chỉ có tay là đau đớn, chắc phải mấy ngày nữa mới có thể khôi phục. Viện trưởng nhanh chóng nói. Ân Nguyệt Dung vừa nghe lời này, khẩn trương cùng nóng nảy, lập tức dựa vào lòng trang tính vũ nói, mau. Mau dẫn chúng tôi đi xem. Vâng, viện trưởng lập tức nghiêng người chừa ra một con đường nhỏ, dẫn mọi người đi qua đại sảnh bệnh viện, sau đó rẽ trái đi tới khu vực VIP của bệnh viện, rẽ phải một lần nữa rốt cuộc nhìn thấy một tòa kiến trúc độc lập màu trắng, hai bên đặt hai pho tượng bạch hạc rất sống động, sừng sững hai bên lối vào, bên cạnh có hơn 10 vệ sĩ đứng canh, thỉnh thoảng tiểu vi cùng tiểu hà cũng che ô đi kiểm tra xung quanh. Ủy viên trương cũng phái năm vệ sĩ rất có bản lĩnh trên thế giới đến, ẩn mình bảo vệ. Đằng trước phái gần 100 người bảo vệ, có vệ tinh theo dõi toàn bộ tình hình xung quanh. Đằng sau sắp xếp hơn 50 người theo dõi, phân tích cùng báo cáo các tình huống xung quanh, tuyệt đối không thể để an toàn của cô có bất kỳ sơ suất nào. Viện trưởng nhanh chóng dẫn mọi người đi qua cây cầu, vệ sĩ nhìn thấy tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ đến, đồng thời khom người hành lễ. Trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi vì nghe nói trưởng bối tới, bọn họ cũng vội vàng đi từ phòng bệnh ra, nhìn về phía đoàn người đang đi đến, cũng lập tức mỉm cười đi tới, dẫn họ đi vào trong phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, đường khả hình mặc trang phục bến nhân màu xanh, mái tóc dài ngang vai thả xuống, gương mặt tiều tụy ngồi trên giường bệnh, nghe nói tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ đang tới, cô lập tức muốn nhấc chăn lên, nhờ hai y tá chăm sóc đặc biệt đỡ, muốn bước xuống giường bệnh. Ân Nguyệt Dung đã nhanh chóng bước vào, nhìn dáng vẻ tiều tụy cùng sắc mặt tái nhợt của đường khả hình, bà kêu lên một tiếng lập tức đi tới nói, bảo bối, không cần xuống ngốc, chúng ta ghé thăm con một chút, không cần khẩn trương. Gì, đường khả hình kêu nhỏ gọi ân Nguyệt Dung một tiếng, mới có chút khẩn trương nhìn về phía tưởng vĩ quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có Diệp Mạn Nghi, Trang Ngải Lâm, Tuyết Nhi, mọi người đều đến. Thậm chí phía sau còn có đoàn luật sư cùng các vị lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hoàn Cầu, cùng thành viên ban giám đốc, cô hơi giật mình, nhìn về phía tất cả mọi người đang đứng trong phòng bệnh, có chút hoảng hốt cùng bất an. Trang Hạo Nhiên mỉm cười vội vã đi tới, ngồi bên cạnh đường khả hinh, cẩn thận ôm cô vào lòng, nói, đừng sợ. Ba mẹ, chú gì đều tới thăm em. Đường khả hinh tựa trong lòng trang hạo nhiên, mờ mịt nhìn về phía mọi người. Tưởng vĩ quốc cùng trang tính vô tối nay chân chính đứng trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô, thậm chí vẻ mặt diệp mạn nghi cũng vô cùng xúc động cùng thái độ nghiêm túc nhìn cô. Phía sau đoàn luật sư, mấy vị lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hoàn Cầu cùng thành viên ban giám đốc cũng hướng tới đường khả hinh khom người hỏi thăm, tôn kính gọi đường tiểu thư. Gương mặt đường khả hình lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, hai tròng mắt biểu lộ sự khác thường nhìn về phía bọn họ, nói, mấy người. Tưởng vĩ quốc đứng nhìn một lúc, rốt cuộc nhìn về phía đường khả hình, chậm rãi nói, chúng ta cũng không biết, nguyên lai cháu chính là con gái ruột của chủ tịch đường. Nghĩ đến chủ tịch đường đã vì hoàn cầu, lập nên không ít công trạng, có thể nói, nếu như không có ông ấy sẽ không có hoàn cầu như ngày hôm nay. Ông ấy rất có nghị lực, vẫn kiên trì cho đến nay, chịu ảnh hưởng cả một đời người. Lại bởi vì lúc đó tập đoàn Hoàn Cầu gặp khủng hoảng, tự nguyện chịu trách móc, nguyên rùa. Về sau chúng ta mới biết được, trước khi chủ tịch đường rời đi, đã nhượng lại 20% cổ phần của mình cho tập đoàn Hoàn Cầu, giúp Hoàn Cầu vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn lúc đó. Hai mắt đường khả hình ngấn lệ, kích động nhìn về phía tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc nặng nề nhìn về phía đường khả hình, hơi bộc lộ sự ái náy, lại thật tâm nói, tục ngữ có nói, nguyên nhân là gì, kết quả ra sao, đều do số mệnh. Cả cuộc đời chủ tịch đường, lúc nào cũng cẩn trọng, vì hoàn cầu mà cống hiến toàn bộ, mặc dù đã mất đi tất cả, nhưng lại nuôi dưỡng được một người con gái tốt, vì hoàn cầu mà hy sinh lớn như vậy. Chúng ta thân là người lãnh đạo, thật sự cảm thấy xúc động. Cho nên sự kiện kia vừa qua đi, chúng ta suốt đêm mở cuộc họp ban giám đốc, quyết định đem 20% cổ phần của chủ tịch đường ở Hoàn Cầu, toàn bộ trả lại sẽ do cháu tiếp nhận số cổ phần này đường khả hình trong nháy mắt khiếp sợ nhìn về phía tưởng vĩ quốc không thể tưởng tượng được nói cháu cháu được rồi trang tính vũ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình nói con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng chỉ là cuộc sống đột nhiên gặp biến cố mới chịu nhiều đau khổ như vậy hôm nay coi như là chúng ta làm điều gì đó cho con ông nói cho hết lời liền giơ tay gọi thư ký thư ký nhanh chóng tiến lên phía trước cùng với luật sư, đem giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cùng tài sản đến trước mặt đường khả Hinh, giải thích toàn bộ, đường tiểu thư, hiện nay cô nắm 20% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu, do chủ tịch tưởng và chủ tịch trang chia ra, giá trị ước tính là 2 tỷ 8. Trong đó còn bao gồm 120 tòa nhà thuộc tập đoàn Hoàn Cầu và biệt thự. Nhà hàng dây chuyền của Hoàn Cầu, 120 nhà hàng. 120 vườn hữu cơ sinh vật, một con tàu chở khách Nhật Bản chạy định kỳ, hệ thống siêu thị, công ty bất động sản, nắm khoảng 1 tỷ 2 cổ phần trong tay. Còn có hiện nay vì cô sửa sang, lắp đặt các thiết bị trong khu biệt thự cao cấp, ước chừng 1 tỷ mốt, đặt ở lưng chừng núi. Ngoài ra còn có BX công vụ cùng 11 chiếc xe thể thao. Trước mắt cô có 5% cổ phần của toàn bộ các khu nghỉ mát ở châu Á. Có quyền nghị sự, mặt khác, tất cả các khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàn Cầu trên thế giới. Cô cũng có quyền quyết định. Đứng hàng thứ ba trong ban giám đốc. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình mở to mắt, nghe một màn này, sợ đến ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được, lấy tay che miệng, nói, này. Nhiều như vậy, tôi, tôi. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Diệp Mạn Nghi đứng ở một bên, nhìn về phía đường khả hình, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại, hai mắt lộ rõ sự thiện lương cùng kiên định trong lòng của bà đầy xúc động, chậm rãi đi tới trước mặt cô bé này, hai tròng mắt lưu chuyển, nói quá khứ. Dì đã từng có những lời sỉ nhục đến cháu, đã làm tổn thương cháu, tại đây, dì muốn nói lời xin lỗi cháu. Hy vọng cháu có thể tha thứ cho dì. Phu nhân, đường khả hình nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, có chút trở tay không kịp, không biết phải nói điều gì. Diệp Mạn Nghi lặng lẽ nhìn về phía đường khả hình, nhớ tới đường Trí Long trong quá khứ ở Hoàn Cầu lập bao công trạng vĩ đại, lại nặng nề thở dài thật tâm nhìn về phía đường khả hình nói người đứng ở địa vị cao luôn luôn không tự chủ mà có lúc coi thường một số người bình thường thế nhưng cái tát kia đánh vào mặt của cháu thực tế nó như tát vào mặt của gì nhớ tới trong khoảng thời gian này cháu vì hoàn cầu mà làm nhiều chuyện như vậy gì thật xấu hổ thậm chí bảo vệ sinh mạng hạo nhiên và thiên lỗi tại đây gì muốn nói lời cảm ơn cháu ngoặc kép ân nguyệt dung nghe lời này không kìm được lòng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Khả Hinh, hai tròng mắt lóe ra, cũng không hề lên tiếng. Diệp Mạn Nghi dừng lại một chút, mới nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói cháu có thể tha thứ cho gì không? Tha thứ cho người làm mẹ như gì, vì con trai mà luôn lo lắng. Bởi vì nó là cái tập đoàn này, cũng trả giá không ít. Tưởng thiên lỗi lặng lẽ đứng một bên, ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ mình. Đường khả Hinh nghe Diệp Mạn Nghi nói lời này, cô lập tức cảm thấy đau lòng cùng thấu hiểu nói gì gì không nên nói như vậy con người đều có đức hạnh đối mặt với từng cọng cây ngọn cỏ chúng ta cũng đều có lòng yêu thương càng không cần phải nói là con của mình gặp chuyện không may cháu chưa từng có nửa phần oán trách gì cũng hy vọng trong tương lai trong cuộc sống về sau mong gì dạy dỗ cháu chỉ là số cổ phần đó con thật sự không thể nhận dù sao đây cũng thuộc về cha con trước mắt ông không cần con cũng không có tư cách thay ông nhận tất cả càng không thể tự chủ trương nhận toàn bộ những thứ quý giá như vậy. Chỉ mong mọi người có thể hiểu cho tấm lòng của cha con, trong lịch sử phát triển của Hoàn Cầu, xóa đi tội danh oan uổng của ông, trong lòng con đã thỏa mãn, con lựa chọn con đường làm người phục vụ rượu, để trong cuộc sống của con chỉ tồn tại một chút thuần ví như vậy. Hoàn Cầu đã cho con quá nhiều rồi. Khả Hinh, đây là thứ con đáng được nhận, con không được từ chối." Trang Tính vỗ trực tiếp khuyên cô. "Con thật sự không thể nhận." với lại con cũng không nhận nổi. Đường Khả Hinh thật tình nói tất cả trong quá khứ đều là tội lỗi của họ, mất đi đều trở thành quá khứ. Khả Hinh, tưởng Vĩ Quốc cũng gọi cô. Trang Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, tay nhẹ miết cầm của cô, nỉ non nói tất cả những thứ này đều thuộc về em, nhận lấy đi. Không, Đường Khả Hinh cự tuyệt. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Trang Ngải Lâm giờ phút này nhịn không được cười rộ lên nói, cô ấy không muốn cũng không có vấn đề gì. Sớm muộn gì cũng trở thành người của nhà họ Trang chúng ta, đến lúc đó có thể có được nhiều hơn. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, gương mặt cô lập tức ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, xấu hổ gọi "chị". Mọi người cùng nhau cười rộ lên. "Đừng có nhăn nhó." Trang Ngải Lâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, vô cùng hài lòng về người con dâu này, cười rộ lên nói, "Cầm lấy đi." tất cả đều là của em, đến lúc đó nếu thực sự không muốn liền trả lại cho em trai chị là được mà. Tất cả mọi người lại cười rộ lên, chương 959, bất cứ điều gì em muốn. Edit, Hương Giang. Bên trong phòng bệnh, một đám người tụ tập cùng một chỗ, nói về chuyện ủy viên trương nhận khả hinh là con gái nuôi, đều đồng ý kiến nói đó là phúc phận của cô. Diệp Mạn Nhi cũng nhân cơ hội này, để người đắc lực nhất tưởng ra sắp xếp, điều khoảng 20 người giúp việc đến phục vụ Khả Hinh và chăm sóc cô ấy khi cô ấy dọn vào khu nhà cao cấp ở lưng chừng núi. Sau đó còn cử thêm hai quản gia tên là Thi Ngữ và Ca Cao đi chăm sóc Khả Hinh, đẳng cấp cô ấy bây giờ ngang với Trang Ngải Lâm hay các vị tiểu thư cao quý khác. Tưởng Vĩ cuối cùng Trang tính Vũ lo lắng vết thương ở tay Khả Hinh, không ngừng hỏi viện trưởng tình huống tương quan, ân nguyệt dung bận trong bận ngoài, thu xếp mọi việc ăn mặc ngủ nghỉ cho con dâu. Tưởng Tuyết Nhi, Trang Ngải Lâm cùng đường Khả Hinh, vừa nói chuyện vừa cười. Trang Hạo Nhiên chăm sóc sát sao bên cạnh Đường Khả Hinh, sủng nịch vươn tay giúp cô gẩy đi tóc mái rũ xuống chán Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, nhìn tình huống như vậy, liền cố ý nói, "Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi xem mấy người công nhân bị thương, không thể không rời đi trước được, Khả Hinh, nghỉ ngơi thật tốt nhé." Mọi người nghe vậy, cũng gật đầu, rối rít mỉm cười đứng lên. Đường Khả Hinh cũng muốn đứng lên, Diệp Mạn Nghi lại săn sóc giữ cô lại, lại phân phó quản gia ngày mai chuẩn bị canh bổ thượng đẳng cho Khả Hinh uống. Cảm ơn phu nhân, đường Khả Hinh thấy Diệp Mạn Nghi quan tâm mình như vậy, cô cảm kích mỉm cười tạ ơn. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, trên mặt thoáng qua một tia u ám, nhìn về phía người phụ nữ khôn ngoan trước mặt, trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, nhưng vẫn khó để nói ra, chỉ nói, ngày mai, tôi và chủ tịch của cô muốn đi chùa cầu phúc, cô có muốn đi cùng không? Ngoặc kép a à, tôi tôi đường khả hinh nghe xong mặt dầm đỏ trang hạo nhiên nghe lời này kìm lòng không được cúi đầu sủng ái nhìn về phía đường khả hinh trang ngải lâm đảo mắt cười nhìn cô nói em không biết sao di diệp đến chùa triền cầu phúc đây chính là một đại sự phương trưởng đích thân nghênh đón khắp núi có vệ sĩ mở đường và vô số cống phẩm được mang lên núi dầu vừng ngọc lưu ly bình thường đi cầu phúc như vậy chỉ có người trong nhà mới có thể tham gia chị cũng chưa từng được đi. Em cũng chỉ mới đi một lần, tưởng tuyết nhi ôm em bé, lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, thấy mình được yêu ái mà hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Được rồi, các con suy nghĩ nhiều rồi, lần đó không phải đã gọi các con rồi sao, lần này, hạo nhiên và thiên lỗi cũng phải đi theo. Diệp Mạn Nghi cố ý nói, tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên nghe xong, mặt nhân lại, sợ nhất đi cầu phúc kiểu này, thật nhiều quy củ. Đi cùng nhau, tưởng vĩ quốc cũng tràn đầy thâm ý nhìn về phía khả Hinh nói hết lời liền đỡ bà xã, rời khỏi cùng trang tĩnh vũ và nguyệt dung. Trang ngải lâm quay đầu, nhìn về phía em trai vẫn như cũ săn sóc ôm lấy khả Hinh cô nhẹ nhíu mày nói có dám đi ngủ lúc 10 giờ tối không? Nói lời thừa, đêm nay em không ngủ, trang hạo nhiên không nhịn được cười rộ lên. Uy, đường khả Hinh đỏ bừng mặt, đánh nhẹ trang hạo nhiên một cái trang hạo nhiên thoáng cái nắm lấy tay cô cưng chiều nhìn cô trang ngải lâm nhìn hai người bọn họ như vậy liền cười lắc lắc đầu tiện tay đóng cửa lại vuốt mái tóc dài tay cầm túi sách cùng cây dù người giúp việc đưa tới một mình đi về phía trước lại ngoài ý muốn nhìn thấy bác dịch cũng cầm dù màu đen đi về phía này cô tạm dừng cước bộ đôi mắt nhìn thẳng về phía anh bác dịch cũng che dù đứng chỗ đó cũng nhìn cô chăm chú Trang Ngải Lâm trầm mặc nhìn anh, ẩn nhẫn một lúc, mới nhận ra đối diện mình là một người đàn ông Anh Quốc đang nhìn mình rất lịch sự vẫy tay. Cô liếc mắt nhìn kia người đàn ông đẹp trai kia, lại liếc mắt nhìn bác dịch đang đứng trong đêm mưa. Bác dịch dường như cũng cảm giác được phía sau có người, anh nắm chặt ô đen, im lặng không lên tiếng. Trang Ngải Lâm nhìn anh thật sâu, muốn cất bước lướt qua anh tiến về phía trước. Bác dịch không kìm được vươn tay, nắm tay cô, nhưng tay lại dừng ở không trung, mưa rơi xuống mu bàn tay lạnh bốt như những giọt nước mắt rơi trang ngải lâm không nhúc nhích chỉ là một mình che dù nhìn người đàn ông anh quốc đẹp trai trước mặt bác dịch vẫn như cũ nắm chặt tay cô cho dù nội tâm kiên cường cũng không thể chịu đựng được nữa nói hôm nay là dỗ mẹ anh nên tâm tình anh cũng có chút không tốt em không thể ở bên anh một chút sao phát sinh nhiều chuyện như vậy anh thực sự có chút không ổn Trang Ngải Lâm dừng ở trong mưa, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Bác dịch quay mặt sang, nhìn thật sâu về phía cô. Trang Ngải Lâm lại ở do dự tự hỏi một lúc, nhẹ tay xoay thoát khỏi bàn tay của anh, che dù một mình đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện không có khả năng, sẽ không ai còn muốn mộng tưởng hão huyền. Em không phải con người như vậy, càng không thích làm chuyện hy sinh vô nghĩa. Em có cuộc sống của mình, cũng có lý tưởng của riêng mình, giả như em vì anh buông tha ta tất cả, như vậy em đã không còn là em nữa. Nếu như vậy tình yêu em dành cho anh không còn ý nghĩa gì. Anh vui vẻ, em cũng vui vẻ, loại sự tình này đã xảy ra với vô số người ngoài kia rồi, em không muốn nó xảy ra trên người mình. Bác dịch che dù, một mình đứng trong mưa, nghe lời nói quyết tuyệt như vậy, hai chồng mắt kìm không được lóe ra lệ quang. Trang Ngải Lâm cất bước đi tới trước mặt người đàn ông Anh Quốc, cùng hắn mỉm cười nói mấy câu, đối phương liền tỏ vẻ hiểu, một mình đi ra trang ngải lâm che dù đứng dưới ngọn đèn dầu dừng lại một hồi mới xoay người nhìn về phía thân ảnh cô đơn của bác dịch cô liếc mắt nhìn anh thật sâu gọi anh bác dịch nghe tiếng gọi này hai tròng mắt lưu chuyển chậm chạp xoay người nhìn về phía cô mặc dù trời đã tạnh mưa nhưng trang ngải lâm vẫn che dù nhìn về phía bác dịch mang theo vài phần do dự nhưng vẫn nói ngay hôm nay đi em muốn cùng anh bác dịch ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cô, không dám tin lời cô nói. Trang Ngải Lâm thật tình nhìn về phía hắn, lại lặp lại, em muốn cùng anh. Bác dịch vẫn như cũ không dám tin, che dù, đứng ở tại chỗ nhìn cô. Không muốn thì thôi, Trang Ngải Lâm không nói hai lời, lại bật dù, một mình đi về phía trước. Bác dịch dừng lại một chút, rốt cuộc còn là che dù, nhanh chóng đi theo. Trang Ngải Lâm biết hắn ở phía sau, cô tăng cước bộ ra đường lớn của bệnh viện đại đường, lại nhanh chóng đi xuống cầu thang ngồi vào chiếc roi màu trắng của mình vừa mới ngồi vào phía sau một thân thể mang đầy hơi ẩm cũng tiến vào cô quay mặt sang băng lạnh nhìn về phía anh bác dịch cũng nhìn thật sâu về phía cô kìm lòng không được nghiêng người qua hai tay ôm lấy mặt cô lấy môi mình phủ lên môi cô hôn kịch liệt trang ngải lâm vừa mới bắt đầu vẫn bị động mặc đầu lưỡi nóng cháy của anh vừa mút lấy vừa đưa đẩy đầu lưỡi của chính mình để mặc anh khát vọng bác dịch tiếp xúc vào môi của cô, kìm lòng không được phân phó tài xế đi lên đỉnh núi phía trước, một bên phân phó, một bên ôm chặt trang ngải lâm gợi cảm, hôn mặt của cô, ánh mắt của cô, lỗ tai của cô, cổ của cô. Tài xế lái xe, rất có quy củ, đạp mạnh chân ga, chạy lên vườn cây trên đỉnh núi. Cuồng loạn chạy như bay trong mưa. Chiếc ron Royce nhanh chóng chạy lên đỉnh núi, cuối cùng dừng lại ở rừng thông trên đỉnh, mặc đèn xe chấp động, tài xế một mình che dù, đi lên trước phân phó vệ sĩ bảo họ canh gác cẩn thận. Xe một hồi rung lắc kịch liệt. Em, em sau này cũng sẽ làm như vậy với người đàn ông khác sao? Ngoặc kép. Sẽ không. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Em thực sự sẽ không. Có thể làm cho em chủ động, chỉ có anh thôi. Nói cho anh biết, làm sao em mới vui vẻ. Anh liền cho em vui vẻ. Thôi đi, vì hôm nay là ngày rỗ của mẹ anh. Tâm tình anh cũng không tốt nên em mới mặc anh muốn làm gì thì làm đấy nhé. Thân xe vẫn không ngừng lay động, thậm chí từ cửa sổ xe còn truyền ra từng đợt âm thanh thở dốc, thở gấp. chương 960, nhảy. Trạng vạng tối, mưa ngày một lớn. Bác dịch rõ ràng phải đến đây để châm cứu cho đường khả hình nhưng đột nhiên anh lại nói không đến. Trang hạo nhiên bận rộn công việc ở trong phòng, nghĩ tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên bác dịch không đến nữa. Vốn anh làm món gan ngống rượu đỏ ăn rất ngon, Muốn nhờ cậu ấy đến giúp một chút vì vết thương sau vai anh vẫn còn khá đau. Đường Khả Hinh muốn đến hỏi thăm anh, từ ngoài phòng bếp dò xét tiến lại, nhìn Trang Hạo Nhiên một thân áo lam bên trong, khoác thêm áo trắng thanh nhã bên ngoài, anh đứng trước bếp, thân thủ thuần thục cuốn ba lát cá thành đóa hoa, rồi bỏ vào trong canh. Mặt cô biểu lộ vài tia tinh nghịch, hai tay thì đặt ra phía sau, lặng lẽ từng bước tiến lại, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Trang Hạo Nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía anh hỏi, nấu gì cho em ăn vậy? Trang Hạo Nhiên hiện lên ý cười, tiếp tục cuốn ba lát cá, lại liếc mắt sang bên cạnh một cái, bên cạnh chính là những con hầu lớn đang sôi trong nồi, anh liền vớt ra bày lên đĩa, phối với từng đóa tử la lan, vẫn tùy ý để cô ôm, tay lại cầm lấy một cái đĩa khác, bày lên mặt trên là miếng xào loại ngon của Italy được anh cuốn thành hình xoắn ốc, rồi lấy tương vàng dưới bên trên. Đường Khả hình nghiêng mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh làm việc rất chuyên tâm nhưng sao cô lại cảm thấy đằng sau đôi mắt hẹp dài đang dao động kia lại ẩn giấu một tia chịu đựng. Cô kéo thắt lưng Hạo Nhiên lại, hỏi anh đang có tâm sự à? Trang Hạo Nhiên một bên cuốn miến Italy, bên thì mỉm cười nói không có. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, kìm lòng không đậu liền đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu, nhìn về phía anh, trong mắt để lộ dịu dàng cùng vài điểm nghi hoặc, nói anh rõ ràng là có tâm sự. Nói em nghe một chút. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khi không mang giày cao gót trông cô thật có hơi thấp, nghĩ tới đó khiến anh liền không nhịn được cười. Anh tiến tới cạnh cô, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn, rồi mới nói, "Thật sự không có. Chỉ là anh đang suy nghĩ, bí mật về rượu đỏ cũng đã hé lộ, vậy rốt cuộc nguyên nhân cha của em phản đối chúng ta là vì cái gì? Anh có một dự cảm không tốt." Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cúi thấp đầu, Nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật tâm mà nói, đối với chú Đường người mà anh cả đời này kính trọng, em là người anh yêu thương nhất, cả hai đều quan trọng với anh, phải cùng nhau hạnh phúc, anh mới có thể yên tâm. Anh gần đây cùng luật sư đang thương lượng, nghĩ xem có biện pháp nào lật lại án phóng hỏa năm xưa, cứu cha của em, nhưng anh không hứa chắc được, vì không thể tiếp cận cha của em. Chỉ cần tưởng tượng tới ông ấy đang chịu khổ trong ngục giam, anh rất bất an. Ngày mai anh và em cùng đi thăm cha xin ông đáp ứng cho chúng ta được ở bên nhau. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, đôi mắt tràn chứa tình cảm chiều miến nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt hiện ra một chút ngọt ngào cùng hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên cũng cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô, xúc động nói em thấy như thế được không? Em trước nay luôn cô độc, việc gì cũng tự mình giải quyết, có thể hiểu là do bản thân em đảm đương quá nhiều việc, nhưng không hoàn toàn như vậy. Chính là em nay mới phát hiện, tình yêu thật tuyệt vời khi anh ở cạnh em, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, giống như không có gì để buồn hay nghi ngại, chỉ cần được hạnh phúc là tốt rồi. Đường Khả Hinh vui vẻ cười nói. Đứa ngốc này, Trang Hạo Nhiên cúi xuống điểm lên chán cô, rồi hôn lên môi cô thật ngọt ngào, xúc động mà nỉ non nói, vốn anh có mặt trên cuộc đời này để làm cho em hạnh phúc. Em hạnh phúc, chính là mục đích lớn nhất anh theo đuổi. Đường Khả Hinh một trận vui vẻ cười ngọt ngào, kìm lòng không đậu kiếng chân lên, choàng tay qua cổ hạo nhiên, ngẩng mặt hôn lên bạc môi anh. Đây có phải trả công cho anh đang vất vả làm cơm không? Trang hạo nhiên dùng ngón tay dính tương điểm lên chóp mũi cô, đầy sủng nịnh mà nói. Chỉ là em đang đói bụng thôi, đường khả hình nhìn về phía anh, xấu hổ thập phần đáng yêu mà nói. Bụng đói sao? Trang hạo nhiên nói xong, liền nhịn không được cười, cầm lấy một sợi miếng Italy dài thật dài đặt vào miệng đường khả hình, chính anh cũng ăn một đầu khác rồi nói, xem ai ăn đến giữa trước. Người nào thua thì phải rửa chén. Đường khả hình vốn không thích rửa chén, tức khắc hai mắt tỏa sáng, liều mạng điên cuồng hút lấy sợi miến Italy kia. Trang hạo nhiên cười thành tiếng, ngồi xuống ghế, cũng điên cuồng hút đầu còn lại như cô, cuối cùng hai người đồng thời cắn tới giữa, anh trong nháy mắt vươn tay ra ôm đường khả hình vào người, cuồng mút vị ngọt từ đôi môi cô, thậm chí đưa lưỡi ra giữ lấy đầu lưỡi của cô cùng dây dưa một chỗ đừng, đường khả hình trong nháy mắt ngã vào lòng trang hạo nhiên, hưởng thụ mùi hương đầy nam tính của anh, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn nóng bỏng của anh, chính mình cũng chủ động mút đầu lưới của anh, cứ như thế cùng một chỗ dây dưa kịch liệt. Trong bếp, nồi canh vẫn sôi sùng sục Trang hạo nhiên nhịn không được liền đi rửa sạch tay, rồi ôm lấy đường khả hình đến một đoạn phía trước, để cô ngồi xuống. Anh ngọt ngào hôn cô, tay xoa tới thắt lưng, thậm chí còn không an phận đưa tay lên hai đóa hoa trước ngực cô mà xoa nắn vuốt ve. Đường khả hình sắc mặt phiếm hồng, vẫn như cũng nồng nhiệt ôm lấy cổ trang hạo nhiên, vừa hôn anh vừa lấy tay sờ nhẹ bờ vai anh, cảm giác được vị trí kia nổi lên, cô mới giật mình buông anh ra, nhìn về phía anh nói em quên mất anh đang bị thương, ôm em như vậy có ổn không? Một viên đạn thì có là cái gì? Không chỉ ôm em được, bất kỳ cái gì đều có thể làm được. Trang hạo nhiên mang theo ý cười mà nói. Đường khả hình hai mắt liếc anh, cố ý vỗ nhẹ lên vai Hạo Nhiên nói, đáng ghét. Suốt ngày toàn nói những điều nhảm nhí. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười, anh nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn, mới nói, mỗi ngày đều muốn em. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn em, như thế này thật là tốt. Đôi mắt đường khả hình trần đầy nhu hòa, mềm mại. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô thật sâu, cảm giác được đường khả hình chính là sinh mệnh đời mình. Vẻ mặt phấn nộn vừa đáng yêu vừa pha chút xấu hổ kia làm anh kìm lòng không động vươn tay đến cổ của cô, trao cô ánh mắt đầy ái muội rồi đưa tay tháo đi một chiếc khuy áo. Đường khả hình ngượng ngùng tới nỗi má cũng hồng hết lên, con người chuyển động qua lại liên tục, cô không kháng cự nữa mà kín đáo cắn môi dưới chờ đợi. Trang hạo nhiên đột nhiên cười, nhưng lại nuốt ngược vào họng, tiếp tục tháo thêm một khuy áo nữa. Đôi gò bông đảo đầy đặn lập tức hiện ra. Hai mắt anh nhìn nghiêng qua, tức khắc thấp đầu, giò xét tiến vào bên trong quần áo, lại hôn lên cổ cô, nhẹ cắn vào áo lót tay bất giác tiến vào bên trong thăm dò lão đại mặc hàn đã xảy ra chuyện tô lạc hoành hối hả chạy vào phòng bang bang bá bá tiếng bát đũa va vào nhau cùng vang lên một lúc trang hạo nhiên vội vàng ôm đường khả hinh vào người che đi phần áo lót lộ ra một bên nhớ giúp cô cài khuy áo một bên chuyển biến sắc mặt tức giận nhìn về phía tô lạc hoành cắn răng đanh giọng nói cậu không có mắt à chỉ có một việc còn con mà tiến vào phòng bếp làm gì sao không nhảy rồi đâm vào đâu đó luôn đi. Này, Tô Lạc Hoành nhất thời bị kết tội, nhìn về phía bọn họ lưỡng lự, khổ não nói tôi oan uổng a à? Kia thật là mặc hàn đã xảy ra chuyện nên mới vội vã tiến vào thôi. Đường khả hình vốn tránh ở trong lòng trang hạo nhiên, xấu hổ đến hồng tới mang tai, nghe được lời này liền kỳ quái chừng lớn mắt hỏi, lãnh phó tổng, xảy ra chuyện gì sao? Tô Lạc Hoành thật muốn điên đầu, nhìn về phía họ cấp bách nói mặc hàn sốt cao 42 độ cũng sắp biến thành lò nướng rồi a a trang hạo nhiên cùng đường khả hình đồng thời kêu lên mặc hàn tôi cảm thấy cậu thật đáng thương cậu chỉ vừa mới quay về liền đã xảy ra chuyện lâm sở nhai ở phòng bệnh cùng với y tá giúp lãnh mặc hàn hạ nhiệt nước mắt nước mũi anh tèm lem ghé vào bên giường bệnh khóc một đấng anh kiệt cũng có được một bộ mặt này nhìn lãnh mặc hàn đột nhiên sốt cao sờ vào đều nóng như trứng luộc anh lại khóc giống lên. Miệng vết thương của lãnh mặc hàn đột nhiên lại phát viêm, thần chí anh mơ hồ, thân thể toát nhiều mồ hôi, đầu hơi nhướng lên, nói có chuyện. Bác sĩ gấp rút tới lúc đầu anh đổ đầy mồ hôi, lấy túi châm ra, một châm lại một châm châm vào da thịt anh, nhiệt vẫn không hạ, y tá thì cầm lấy đá không ngừng đắp lên người anh, cũng không khiến người anh hạ nhiệt. Thế nào rồi, Trang Hạo Nhiên bước nhanh tiến vào phòng bệnh, nhìn về phía lãnh mặc hàn tiểu tụy khó chịu nằm trên giường bệnh, Tức khác hỏi, người cũng có thể sốt đến 42 độ sao? Chuyện, tại sao không thể chứ? Lãnh Mạc Hàn một hồi trách cứ. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 961, giới hạn nhỏ. Ngoài cửa sổ gió đang thổi mạnh, rất nhiều cây cối ở sườn núi mạnh mẽ lay động. Trong căn phòng vẫn một màu đen tối, cánh cửa phòng rửa tay kia nhẹ nhàng khép lại, cô gái trước mắt giống như biến mất trong bóng đêm chỉ có đôi mắt trong suốt nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt của Trang hạo nhiên vẫn như cũ, tim đập nhanh và loạn nhịp nhìn về phía đường Khả Hinh. cảm giác được gió ngoài cửa sổ ngày càng trở nên mãnh liệt. Anh nhẹ bước đến trước mặt cô gái mặc váy mỏng, tóc dài uốn lượn xóa xuống ngang vai cô. trong bóng đêm, có thể cảm giác được khuôn mặt trái xoan của cô. cặp mắt trong suốt phát sáng, còn có bờ môi anh đào ngọt ngào. anh không khỏi nuốt nuốt nơi cổ họng, lại có chút không thể tin kêu, Khả Hinh. Đường khả hình mỉm cười đứng trong bóng đêm, nện những bước chân mềm mại thong thả đi đến trước mặt trang hạo nhiên, cô hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói, trong quá khứ, em từng có một đoạn tình cảm yêu đến muốn chết, thậm chí vị yêu, cầm một bó hoa hồng, đứng ở dạp chiếu phim chờ người ấy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên đứng ở trong bóng đêm, kích động nhìn cô. Đường khả hình không khỏi ôn nhu biểu lộ tình cảm của mình, Cô nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt cụp xuống lộ ra vành mắt đỏ ửng nước, chân thành nói: "Em vẫn cảm thấy, không còn cách nào có thể tìm được tình yêu mơ mộng như vậy nữa. Cho đến khi gặp được anh, em mới chính thức hiểu được ý nghĩa của theo đuổi tình yêu. Nó làm cho em trở nên càng lúc càng hạnh phúc, em luôn nghĩ rằng, mình muốn có tình yêu như thế nào mới có thể vượt qua quá khứ." Trang Hạo Nhiên dừng lại, lại không nhịn được mỉm cười nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng không khỏi mỉm cười nói, em nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới nghĩ ra cách làm không ra hồn này. Nhưng mà em thật lòng rất yêu, mong anh đồng ý. Cô vừa nói xong, đột nhiên mở hai bàn tay, ngón tay gõ một cái trong không chung. Bên ngoài nơi treo hoa lan như giật mình, hai luồng ngọn lửa màu xanh, chậm chạp sáng lên trong căn phòng đen tối này, thậm chí chiếu sáng đến biển hoa hồng màu trắng trong góc, rất nhiều cánh hoa lóe lên ánh sáng trong suốt, mơ mộng giống như trong chuyện cổ tích. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn một màn này, trong lòng không khỏi rung động. Đường Khả Hinh lại cười ngọt ngào, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tình cảm trong mắt không khỏi tràn đầy nước mắt, lại lần nữa đưa tay, liền vươn ngón tay, không ngừng phát ra âm thanh bá bá, cả căn phòng giống như có rất nhiều tinh linh nhỏ, hai luồng ngọn lửa màu lam cháy lên, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió giữa không trung, chiếu sáng khắp biển hoa hồng trắng, vô số ánh đèn được giấu ở trong biển hoa, liền lóe ra ánh sáng rực rỡ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên chấn động nhìn cảnh này, có chút ngây người, lại trong nháy mắt thấy rõ đường khả hình vốn là mặc váy dài gợi cảm màu xanh lam để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, tóc dài xóa tới vai, đeo bông tai ngọc trai. Cô thuần khiết lại lộ ra vẻ gợi cảm như vậy, ngọt ngào yêu kiều giống như một đóa hoa nhỏ, đang nhìn về phía anh. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên vô cùng kích động nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhếch môi cười dịu dàng, nắm tay Trang Hạo Nhiên, đi tới trái tim hình hoa hồng trên mặt đất trước mặt, giữa có đặt một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Tim Trang Hạo Nhiên đập mạnh và loạn nhịp đứng ở trước biển hoa hồng, lại ngồi xổm xuống, nhìn về phía phía hộp nhung màu xanh đậm. Đường Khả Hinh cũng thong thả ngồi xuống, hít một hơi thật sâu mới cầm hộp nhung lên, nắm trong lòng bàn tay, mới ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt chứa đựng tình cảm dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Trang Hạo Nhiên thân mến, cảm ơn anh đã ở bên em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, đem đến cho em một cuộc sống tốt nhất, dẫn em đi trên hành trình rượu đỏ tinh xảo, cũng cảm ơn anh, ở trong năm tháng qua, vì em che mưa chắn gió, thậm chí đi qua những thị trấn nhỏ ở Pháp, vì em giải xuống thật nhiều đóa hoa hồng." Trang Hạo Nhiên không nén nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thở gấp, khẩn trương nắm cái hộp nhung chân thành nói, em muốn bày tỏ tình yêu chân thành nhất của em đến anh. Đêm nay, buổi tối này chúng ta gặp lại nhau ở nơi từng trải qua sống chết, muốn ở trong căn phòng đầy hoa hồng này cầu hôn với anh. Anh nguyện ý lúc em ở trận đấu đoạt được giải quán quân rượu đỏ, cưới em làm vợ hay không? Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên rung động nhìn về phía đường Khả Hinh, trong lúc nhất thời bối rối không thể nói được. Anh có đồng ý lấy em không? Đường Khả Hinh dịu dàng động lòng người nhìn về phía anh, đôi mắt tràn đầy ánh nước. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên không nói nên lời, chẳng qua là thở hồn hển đến lồng ngực phập phồng, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: "Anh có nguyện ý không, cho dù nghèo khổ, khó khăn, hoạn nạn hay ngọt ngào, đều cùng em vượt qua, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không rời xa, mãi mãi không bao giờ thay đổi." Trên khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên xúc động, nhìn về phía cô ngừng lại một chút, mới nghẹn ngào cảm động cười nói, anh đồng ý. Nước mắt đường khả hình chảy xuống, nụ cười vui vẻ lại không khỏi dương lên, nhìn về phía anh nghẹn ngào nói, trong tương lai em, đường khả hình, cho dù nghèo khổ, khó khăn, hoạn nạn hay ngọt ngào, đều nguyện ý cùng anh Trang Hạo Nhiên vượt qua, nguyện mãi mãi ở cùng một chỗ, không rời xa, không thay đổi. chương 962, Tương lai Sáng sớm, mưa rơi tí tách trên những bông hoa đỏ giữa những ngọn cỏ xanh, tạo thành một bức tranh ấm áp ngọt ngào. Bệnh viện, tòa nhà màu trắng đứng lặng im trong mưa. Một trận gió liền thổi tới. Rất nhiều chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy tới, trên xe cả nam lẫn nữ ồn ào ngồi tại vị trí, đeo kính đen, ngẩng mặt nhìn về phía tòa nhà bệnh viện màu trắng trước mặt. Đi đầu là hai người đàn ông khuôn mặt cứng rắn, đã từng cùng cặp sinh đôi tham gia vào trận đấu lớn tại trường quân đội của thế giới, cặp song sinh có việc tạm thời rời khỏi trận đấu bọn họ tiếp tục dự thi cùng với nước mỹ đồng thời đạt được giải quán quân tại nơi thi đấu vù bỗng chốc tiếng đạn đùng đùng của súng lục nhanh chóng quét ngang qua khuôn mặt đỗ uy cứng lại trong nháy mắt giơ súng lục lên nhắm ngay ngoài của sổ xe nhanh chóng nổ súng bằng bằng anh đứng thứ ba thế giới chỉ trong một phút đồng hồ cơ bản có thể bắn ra trăm phát khương vĩ vẫn giữ nguyên vị trí cũ ý thức nhớ lại sau hôm nay mình sẽ bị thu hồi chức vụ trong quân đội tiếp nhận mệnh lệnh bí mật phải tham gia cuộc thi đấu rượu đỏ cùng Đường Khả Hinh để bảo đảm an toàn của cô. Nếu như phát hiện kẻ tình nghi thì xử lý. Anh đặt nhẹ tay lên tay trái, nhanh chóng lệnh nhà tiếp nhận phương hướng của nhân viên vừa rồi trở về tổ chức nước Mỹ. lập tức chuẩn bị nhận mệnh lệnh đến huyện Từ Văn để diệt trừ tận gốc người giả dạ hành. trong con ngươi của anh lóe lên những tia lạnh lẽo, sau đó âm thầm phân phó cho thuộc hạ phải nhanh chóng tìm ra bọn chúng. bên trong xe, 10 cô gái vừa bị thu hồi chức vị đồng thời gật đầu trong chốc lát, những chiếc xe dừng lại trước bệnh viện. Khương Vĩ và Đỗ Huy mặc âu phục màu đen đi đầu, đeo kính đen, hứng lấy gió lạnh, rồi nhanh chóng cất bước đi lên bậc thang, đi cùng còn có nhiều bác sĩ và y tá đang cúi đầu đi. Hiện ra thân hình cường tráng của bọn họ, bước tiếp về phía trước, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ mặc áo blau trắng đang đi tới trong tay cầm bệnh án, trước tiên bọn họ cung kính gật đầu với Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người một cái, Do nhiều năm làm việc tại tòa án chính trị hiển nhiên biết những nhân vật này là ai, cũng thuận tiện gật đầu. Lập tức Khương Vĩ cùng Đỗ Huy nghiêng mình đi đến phòng bệnh VIP. Tô Thủy Kỳ dừng bước lại suy nghĩ, tiếp theo có lẽ chiến tranh thật sự mới là bắt đầu. Sự kiện tiến hành điều tra tại sản nghiệp Tần Vĩ như đổ thêm dầu vào lửa, mà ông nội vẫn tiếp tục mang bệnh như cũ, ở trong nhà tính dưỡng, từ trước đến nay ủy viên Trương vẫn là một người bí ẩn, bây giờ hai ngày nay hành động càng lớn mặc dù anh cùng ông nội hay có ý kiến bất đồng, nhưng lại luôn tự nhiên đi cùng nhau. Mưa phùn tiếp tục rơi. Hai nữ y tá vừa nói vừa cười từ phía đối diện phòng bệnh VIP đi tới, đang lúc quay lại hướng về phía trước, nhìn thấy bọn người đỗ uy đến giống như tử thần đang cất bước đi tới, các cô có chút hơi giật mình. Cặp song sinh canh giữ suốt đêm trong tòa nhà màu trắng, mi mắt cũng không nháy. Do tỉnh kỳ mạnh mẽ ra lệnh, nếu đường khả hình có việc gì, các cô không cần để lại mạng, đây là quân lệnh. Kỳ thật, mặc kệ phát sinh bất cứ việc gì, trong khoảng thời gian này cùng với đường khả hình bồi dưỡng tình bạn, đã đủ có thể khiến các cô vứt bỏ sinh tử. Ngay lúc Tiểu Vi xoay người, đã nhìn thấy Đỗ Uy đến trước mặt, tay cô lạnh buốt khẽ ngăn, nói, đường Tiểu Thư đang nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào cũng không được quấy dày, mặc kệ các người là ai. Nhà quân sự Khương Vĩ lạnh lùng tháo kính đen xuống, khuôn mặt lạnh băng nhìn về phía cặp sinh đôi kia, nói chúng tôi phụng mệnh tới bảo hộ đường tiểu thư. Tôi biết, Tiểu Hà nhanh chóng nhìn về phía bọn họ đáp lại, tôi đã nói, đường Tiểu Thư đang nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào cũng không nên làm phiền. Nhưng là khoảng 10 giờ cô ấy phải quay lại khách sạn châu Á tham gia nghi thức khai mạc trận đấu rượu đỏ. Khương Vĩ cùng Đỗ Uy nhàn nhạt nói. Tôi đã biết, Tiểu Vi vừa dứt lời, liền nâng cổ tay, nhìn thời gian mới 8 giờ 40, cô nhíu mày bất mãn ngẩng đầu nói với bọn họ các người tới quá sớm rồi. Đường Tiểu Thư trong bệnh viện rất an toàn, Chúng tôi đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, chỉ là bác sĩ dặn dò, cô ấy nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cả Khương Vĩ và Đỗ Uy đồng thời trầm mặc nhìn về phía các cô không lên tiếng. Bên trong phòng bệnh tràn ngập sự yên tĩnh, màn cửa được kéo thật chặt. Trong phòng tiếp khách được đặt hoa hồng trắng, đóa hoa vẫn thuần khiết diễm lệ pha thêm hơi sương ẩm ướt màu trắng, ở chính giữa là hoa hồng đỏ thắm xếp thành hình trái tim hộp nhung màu xanh đậm nằm ở phía trên đỉnh, vẫn đẹp như vậy. Địa điểm không thay đổi, bầu không khí ái muội từ trong phòng bệnh chậm rãi bay ra, áo sơ mi nam cùng với váy dài màu lam nhạt của nữ quấn vào nhau rơi trên mặt đất. Đồng thời chiếc quần lót ren gợi cảm cũng nằm ở một bên. Trên giường hai người vẫn chưa tỉnh lại, ga giường màu trắng đắp trên thân thể hai người xuất hiện những nếp nhăn mờ ám, thậm chí có thể thấy được cặp đùi thon dài rõ ràng trên ga giường. Cơ thể của đường khả hình xích lóa, tóc rơi xuống một bên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cánh tay trắng nõn đặt ngoài ga giường. Trang Hạo Nhiên ngủ trong chăn, như ẩn như hiện, cô nghe được giọng nói nhỏ bên ngoài phòng bệnh, đôi mắt dịu dàng của cô mơ màng nháy mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên gối trên gối đầu màu trắng, đôi mắt khép kín, mái tóc ngắn thời thượng của anh rũ xuống che bên mắt, sống mũi cao mà gợi cảm quyến rũ, môi mỏng nhếch lên, thể hiện tính cách kiên cường. Bả vai rắn chắc nửa lộ ra bên ngoài lộ ra làn da màu đồng gợi cảm, tiếng hít thở đều đặn trong ngực cũng mạnh mẽ như thế. Trong nháy mắt, khuôn mặt đường khả hình đỏ bừng, cặp mắt tràn ngập ánh sáng trong suốt, nhớ tới đêm qua cùng trang hạo nhiên triền miên thật lâu. Lúc này mặt cô vẫn gối lên cánh tay cứng rắn của anh, cánh tay còn lại đặt trên vòng eo thon của cô, đường khả hình cảm giác khuôn mặt của anh lúc này thật dịu dàng. Tim của cô nhảy bịch bịch, không nhịn được cười ngọt ngào, tinh nghịch mà yên lặng hơi di chuyển thân thể tiến sát vào trong ngực trang hạo nhiên khuôn mặt tỉnh táo của đường khả hình nhẹ nhàng tiến sát lại gần mặt trang hạo nhiên, thậm chí cô dùng chóp mũi nhỏ của mình đụng vào sống mũi vững chắc của anh, mở to mắt nhìn lông mi thật dài của trang hạo nhiên. Vị hôn phu, ba chữ kia không hiểu sao vụt qua trong đầu cô. Tim đường khả hình nhảy bịch bịch, nhìn người đàn ông vẫn ngủ si bên cạnh, nhớ tới khí chất của anh trong phòng hội nghị, anh làm việc rất chăm chú, ở trước mặt mọi người nghiêm nghị phong độ, lại trong vòng một đêm trở thành vị hôn phu của chính mình cô cúi đầu phát ra tiếng cười, vừa thẹn thùng vừa gợi cảm đưa hai tay che khuôn mặt trái xoan của mình, cười đến vô cùng hạnh phúc. Trên ngón giữa, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Trang hạo nhiên nhẹ nhíu mày, rốt cục bị âm thanh làm cho tỉnh giấc, hơi mở ra đôi mắt mơ màng. Đường khả hình lập tức nhắm mắt lại, gối lên trên cánh tay anh, làm bộ ngủ. Ngoặc kép chấm 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 chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên có chút mơ hồ cùng mệt mỏi, rất dịu dàng nhìn về phía người bên cạnh giả bộ ngủ, nhưng là cặp mắt không ngừng chuyển động, lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ, anh nhịn không được nở nụ cười, trước nghiêng người nhẹ nắm bàn tay phải của cô, cúi đầu xuống tại ngón giữa đeo nhẫn của cô nhẹ nhàng hôn. Trong nháy mắt xoay người, lồng ngực cường tráng nóng bỏng, đè lên thân thể mềm mại của cô, nghiêng mặt khẽ hôn vành tay, cổ của đường khả hinh, mới cùng người phụ nữ mình yêu nỉ non, vô cùng mập mờ ái muội nếu còn giả bộ ngủ, anh liền muốn em. Đường khả hình không nhịn được mở ra đôi mắt dịu dàng, nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn, hoàn mỹ của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt nóng bỏng khi đó đang nhìn về phía mình, lòng của cô một lần nữa nhảy dựng. Tối hôm qua có làm em đau không? Vẫn càng không ngừng muốn. Người đàn ông nói xong, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, cách một lớp chăn, khẽ vuốt bầu ngực cô, hưởng thụ sự co giãn này. Không có, em rất thích, đường khả hình nhắm mắt lại, khẽ nuốt cổ họng, hưởng thụ cái vuốt ve của anh. Trang hạo nhiên nóng bỏng nhìn khuôn mặt trái xoan có chút mông lung của đường khả hinh, lại rất quyến rũ, anh đột nhiên ra lệnh khả hinh. Hôn anh! a à, đường khả hinh đột nhiên mở to mắt, hiển nhiên thất thần nhìn anh. Hôn anh! Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, lại mạnh mẽ ra lệnh. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường khả hinh trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt một hồi lâu, rốt cục không nhịn được vươn tay ra nhẹ vòng quanh cổ anh, chăn tùy ý rơi xuống, lộ ra bầu ngực và bên hông gợi cảm, ngẩng đầu dâng lên nụ hôn của mình, nụ hôn nóng bỏng mà khát vọng người đàn ông. Ngay lập tức, Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh ngồi xuống, ôm trọn hông nhỏ của cô, vuốt nhẹ ra thịt mềm mại chân nhắn, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhớ đến đêm qua hai người kết hợp thật sâu, linh hồn cùng thể xác giống như đều phải quấn chung một chỗ, Trang Hạo Nhiên nặng nề thở gấp, hơi chút quay đầu khẽ nhếch miệng, cùng cô quấn lấy hôn thật sâu, thậm chí hút lấy ngọt ngào từ cánh môi cô đường khả hình kích động kêu lên, nhiệt tình hôn anh, khát vọng chính mình hòa nhập vào bên trong thân thể người đàn ông. Khả hình, trang hạo nhiên phát hiện bản thân hôn cô một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ, lại muốn đứng dậy, đè cô ở trên giường, nghe tiếng két từ phía chiếc giường. Anh thật sự rung động lại mãnh liệt muốn cúi đầu hôn cô. Cuối cùng tiếng đập cửa vang lên. Giọng nói ngọt ngào của thi ngữ từ bên ngoài truyền đến, đường tiểu thư, tổng giám đốc trang, Trận đấu rượu lớn sắp sửa bắt đầu khai mạc. Vitus vừa rồi đã gọi điện hơn ba lần, hy vọng ngài có thể đi ra trước thời gian. Trong phòng, hai người ngừng lại. Trang Hạo Nhiên có chút dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thất vọng vài phần nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên rõ ràng vẫn là cuối người, hôn nhẹ cánh môi của cô, thậm chí cắn lấy truyền đạt khát vọng mãnh liệt của bản thân. Ngoan, đêm nay anh lại yêu em, hửm đường khả hình nhẹ chấp cặp mắt mông lung dịu dàng nhìn anh trang hạo nhiên nở nụ cười cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô nghe lời đêm nay lại muốn em lần nữa không phải cái ý nghĩ như vậy khuôn mặt đường khả hình xấu hổ nhẹ đẩy anh ra hơi xoay người nằm nghiêng lại hiện ra vẻ đẹp tươi cười ngọt ngào em có ý kiến gì trang hạo nhiên nằm nghiêng phía sau cô vây cô lại hôn nhẹ lên cổ thậm chí khẽ liếm phát hiện thân thể của đường khả hinh lộ ra mùi hương thơm mát, không để ý nhẹ đưa tay an ủi cánh tay trắng nõn của cô, muốn với đến trước bộ ngực cô. Em và anh ở cùng một chỗ, e rằng, đường khả hinh hơi giật mình. Đứa ngốc, không có việc gì, lời nói của Trang Hạo Nhiên có chút sắc bén, nói xong, lại nửa ôm đường khả hinh ngồi dậy, tựa vào trước giường, kéo đệm chăn che khuất cơ thể, anh mới xoay người đối với cửa phòng đóng chặt, kêu, vào đi. Ai, đường khả hình thẹn thùng dựa sát vào trong lòng anh kêu nhỏ anh không mặc quần áo trên mặt đất còn lộn xộn như vậy anh thần nhựa đường thảo hoãn trang hạo nhiên duỗi cánh tay to lớn nửa ôm lấy than thể thẹn thùng đang co rúm trong lòng mình mỉm cười đưa tay kia nắm lấy cằm đường khả hình khều nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của cô lại mạnh mẽ mút lấy cánh môi ngọt ngào của cô nhận ra đường khả hình thẹn thùng lại cười vô cùng quyến rũ em là người phụ nữ của trang hạo nhiên anh tương lai em sẽ là phu nhân tổng giám đốc toàn cầu, nên cần tập quen thế này. Đường khả hình có chút giật mình ngẩng đầu, khẽ mở cánh môi bị hôn, hai mắt mê say nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cửa lớn được mở ra, thì ngữ một thân váy đồng phục màu đen, gương mặt mỉm cười dẫn một đám người tưởng ra và trang ra phái tới. Mỗi người đều bưng lấy khay để váy ngắn của đường khả hình mặc đi tham gia trận đấu, 12 bộ trang sức kim cương, 12 cái cái châm cài đầu phỉ thúy, 15 cái túi sách quốc tế kiểu dáng khác nhau, 12 đôi giày. Tất cả đều rực rỡ muôn màu, cứ như đang bước vào một giấc mộng huyền ảo. chương 963, tối nay sẽ không tới. Bên trong phòng bệnh, trên mặt đất tràn đầy các loại hộp màu hồng phấn đựng váy ngắn, dây, túi sách, còn có cả hộp gấm nhung đặt kim cương, phỉ thúy. Vài người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, im lặng cúi người thu thập các loại váy ngắn trang sức, y phục thượng đẳng trên mặt đất. Đường khả hình xấu hổ núp ở trong lòng trang hạo nhiên, khuôn mặt hồng hồng, chôn sâu vào trong lồng ngực anh, hai tay nắm chặt đặt trước ngực anh. Trang hạo nhiên cười rộ lên, vươn tay, nhẹ bắt lấy cái cằm của cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay trước mặt người hầu, liền cường thế hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nồng nhiệt cùng thâm tình như vậy, không chút nào đếm xỉa gì đến vẻ mặt xấu hổ của cô. Đừng như vậy, đường khả hình khuôn mặt đỏ bừng tránh nụ hôn của anh, nhanh chóng quay mặt đi sợ cái gì chứ? Trang Hạo Nhiên lại ôm lấy thân thể của cô, hôn lên mái tóc, khuôn mặt, rồi đến hai bên tai cô, tiếng hôn vang lên, khiến toàn bộ gian phòng trở lên thật ái muội. Thi ngữ vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười đứng ở một bên, sai người hầu sắp xếp y phục thật gọn gàng, sau đó phân phó người hầu mang các loại điểm tâm tinh xảo sáng nay đã chuẩn bị lên, còn có cả thuốc bổ toàn bộ mang vào, đặt trên bàn cơm bên cạnh giường bệnh, trang hạo nhiên trong khoảnh khắc liền áp đường khả hinh lên trên giường hôn cô nồng nhiệt, chân đệm trượt xuống một góc, cô vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh, chỉ là nhìn về phía nào đấy không xác định trên mặt đất, ôn nhu mỉm cười nói, trang thiếu ra. Đường tiểu thư, phục sức sao cùng điểm tâm đã chuẩn bị xong. Sao sao quần áo cùng trang sức. Trang hạo nhiên vẫn như cũng nhiệt tình hôn đường khả hình, thậm chí trong lúc đầu lưới quấn lấy nhau, ngón tay anh còn luồn vào mái tóc đen nhánh, vuốt ve những sợi tóc mượt mà, khiến cho cô buồn buồn, ngứa ngứa, mặt đỏ tới tận mang tai, cô muốn cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé lại vô lực, đặt lên lồng ngực nóng bỏng của anh, tiếp tục đón nhận những nụ hôn như chút xuống của anh, bắt đầu có chút chịu không nổi sự nhiệt tình này rồi. Thi ngữ vẫn đứng im ở một bên, bình tĩnh phân phó người hầu đi ra ngoài trước, sau đó chính mình cũng trầm mặc xoay người đi ra, khẽ khép lại cửa phòng bệnh, mọi người đứng ngoài phòng tiếp khách chờ đợi. Trang hạo nhiên hôm nay còn có việc quan trọng muốn làm, nên sau khi hôn cô một hồi, liền mặc lại trang phục, ôm lấy cô một thân xích lóa, vừa nhìn, vừa đi vào phòng tắm. Đường khả hình cũng ôm lấy cổ anh, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng dựa trên bờ vai anh, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Cửa, nhẹ nhàng khép lại. Sau một thời gian ngắn, Trang Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo sơ mi lam cùng âu phục trắng mà thi ngữ đã chuẩn bị tốt. Anh trầm mặc đi tới trước cửa sổ, đè xuống cái nút, xem cửa sổ chậm rãi kéo lên, vừa cài nút áo, vừa nhìn một mảnh hồ sen trước mặt, vẫn một màu xanh ngắt tràn đầy sức sống, mang tới cảm giác tươi mát, cũng đánh dấu một mùa sắp qua, trong đôi mắt anh lại ẩn hiện những tia sáng sắc bén. Tiếng gõ cửa vang lên. Trang hạo nhiên hơi nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, hé ra môi mỏng, nói, vào đi. Lãnh mặc hàn vẫn sốt cao như cũ, nhưng cũng không nhìn ra có gì không ổn, chỉ là ho khan hai tiếng, mới đẩy cửa đi vào, nhìn anh nói, người của chúng ta hình như đã phát hiện tung tích của như mạt. Đôi mắt trang hạo nhiên híp lại, đường khả hình bị hủy dung ba năm, sau đó lại gặp bao nhiêu khó khăn lửa giận trong lòng anh đã bùng cháy từ lâu nhịn không được cắn chặt hàm răng trong ngực tràn đầy lửa giận trong phòng tắm tiếng nước vẫn tiếp tục truyền đến đôi con người trang hạo nhiên lóe sáng liền hơi giơ tay đi ra ngoài sảnh tiếp khách của phòng bệnh anh vừa đi ra ngoài trên tay còn không quên cầm âu phục màu trắng rồi mới nói sao lại không nghỉ ngơi chút đi thân thể cậu không tốt kêu người đến báo cho tôi một tiếng là được sao lại phải đích thân đến đây làm gì lạc hoành mấy người bọn họ đâu. Đều ngủ rồi, chắc mệt vì sợ tôi gặp chuyện không may, còn sợ nhai hẳn là đi tìm nhã tuệ đi. Lãnh mặc hẳn cũng đi theo ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại, biểu tình có mấy phần nhẹ nhõm đi theo sau. Lúc này tổng bộ Anh quốc bên kia, người phụ trách đang ngồi trên ghế sofa, tiêu đồng cũng đi đến, đưa những tài liệu liên quan cho Trang Hạo Nhiên nói, trong khoảng thời gian này cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa cổ phiếu của Hoàn Á chúng ta ở Anh Quốc sụt giảm nghiêm trọng. Không biết có phải có quan hệ với đầu sỏ đứng thứ hai bất động sản trong nước Lý Đồng đã xuất ra ba tòa cao ốc trăm tầng hay không? Công trình kiến trúc dưới biển đều đã truyền ra ngò ai, thế mà vẫn không bằng người cạnh tranh đấu thầu ở Anh Quốc đang chuẩn bị tiến quân vào bất động sản, lời này vừa đồn ra ngoài. Hai mắt trang hạo nhiên sắc bén như chim ưng, phân tích không đến 30 giây, liền trực tiếp nói đây chỉ là tung hỏa mù bởi vì cổ phiếu của hoàn cầu trong nước vẫn đi xuống. Có người nghĩ muốn thay thế hoàn cầu chúng ta, đã đi bước đầu tiên rồi. Cô lập tức liên hệ với ký giả tiêu, đành phải mượn ngòi bút trong tay cô ấy vậy. Bên trong phòng bệnh, đường khả hình vừa tắm qua, thân thể vẫn ướt nhẹp, dùng khăn lông cuốn lại, mái tóc ẩm ướt, chân trần bước ra, lại nghe thấy Trang Hạo Nhiên nhắc tới ký giả tiêu, lòng cô khẽ động, nhớ tới người phụ nữ gợi cảm kia, đã từng cùng Trang Hạo Nhiên ái muội khiêu vũ, cô lại lâm vào trầm tư. Đường tiểu thư, thi ngữ dẫn mọi người đi tới, hướng cô mỉm cười khom lưng. Đường khả hình liền ngẩng đầu, nhìn về phía các cô ấy, cười cười. Mời ngài thay quần áo, thời gian cũng không còn sớm. Thi ngữ mỉm cười cất bước tiến lên, nhẹ đỡ đường khả hình tới trước đống phục sức, để cho cô tự mình lựa chọn. Đường khả hình đúng ở trước đống trang phục muôn hình muôn vẻ, nghĩ đến nghi thức trong lễ khai mạc trận đấu rượu đỏ ngày hôm nay, hơn nữa sau khai mạc lại phải đổi luôn trang phục pha chế rượu, tịnh không thích hợp ăn mặc quá long trọng, liền đem cái ý nghĩ này nói cho thi ngữ, thi ngữ lập tức mỉm cười vì cô chọn lựa trang phục, áo lót gợi cảm, còn có váy dài màu trắng, đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, đường khả hình mặc vào áo ngực gợi cảm, váy ren dài bên trên có theo đóa đóa hoa tiết hoa văn ngọt ngào, nếu nhìn không kỹ thì chỉ cảm thấy đó là hoa văn bình thường, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy được sự tinh tế cùng sắc xảo bên trong, một chiếc váy dài như thế đã đem toàn bộ sự quyến rũ của thiếu nữ bộc lộ không sót một chút nào, thậm chí kiểu dáng bó sát còn tôn lên vóc dáng mê người của cô, đây là tác phẩm mà Trang Ngải Lâm vô cùng đắc ý. Thi ngữ mỉm cười mời Đường Khả Hinh an vị trước gương bên trong phòng bệnh để trang điểm, mái tóc quăn của cô được duỗi thẳng, từ bên trong hộp trang sức, chọn ra một sợi dây kim cương, nhẹ đặt trên trán Đường Khả Hinh, trang điểm cho cô thành vẻ đẹp thanh nhã như hoa đào, nhất là cặp mắt to đầy mộng ảo kia cũng không cần phải trang điểm thêm bất cứ cái gì nữa, chỉ đơn thuần quẹt qua một chút, uốn cong hàng lông mi thật dài. Cô nhận lấy chổi phấn trong tay người hầu, quét qua cánh mũi làm tôn lên chiếc mũi cao cao, lại dùng son nước anh đào, nhẹ nhàng vẽ loạn trên hai cánh môi của cô, sau đó mỉm cười hài lòng đứng qua một bên. Đường khả hình nhẹ mở đôi mắt, hơi hồi hộp nhìn về phía mình trong gương, cũng không có trang điểm quá nhiều, lại nhìn về phía đôi mắt linh động sáng người kia, hàng lông mi diễm lệ, chóp mũi khiến người ta có cảm xúc như tơ vàng, thoạt nhìn thập phần gợi cảm, thế nhưng son môi lại khiến cho đôi môi anh đào vốn bị trang hạo nhiên hôn sưng lại càng thêm đỏ mọng, làm tôn lên vẻ xấu hổ ngọt ngào cùng thuần khiết của cô. Khi đó cô như trở lại thời điểm mới quen biết anh ở Cambridge, vượt qua cái buổi tối kia. Cảm giác anh ở trên người cô mà nồng nhiệt đòi lấy khiến cô đến giờ vẫn thấy sôi trào. Đại sảnh, Trang Hạo Nhiên vẫn đang yêu nhã ngồi một mình ở trên sofa, hai chân song song, hơi giơ tay dùng tiếng anh nói đến trong nước vô cùng có khả năng sẽ giấy lên một trận phong ba về thị trường bất động sản muốn người phụ trách thay thế mình chủ trì công việc ở hoàn á phải thật lưu ý đến tình hình bất động sản trong nước người phụ trách bên anh quốc hơi gật đầu tiêu đồng ngồi ở một bên nhanh chóng ghi chép lại những điều cần chú ý cửa đột nhiên bị đẩy ra một làn gió mát mang hương thơm nhẹ nhàng bay đến đường khả hình mặc bộ váy dài gợi cảm túi sách chân trao màu trắng dung mạo khuynh quốc khuynh thành làm cho người ta hít thở không thông cứ như vậy đứng ở trước cửa, tình nồng ý đậm, tươi cười ngọt ngào nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy Đường Khả Hinh, anh hơi giật mình. Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh gợi cảm như vậy, anh cũng có chút hóa đá. "Lão đại, tôi tới chậm rồi." Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt lúc này cũng đồng thời đẩy cửa đi vào, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh xinh đẹp như thế, anh cũng lập tức ngẩn người. Đường khả hình đứng đấy, hơi ngẩng đầu, thấy mọi người đang ngây ngốc nhìn mình, mặt của cô thoáng cái đỏ lên, không biết phải làm thế nào mới tốt. Trang hạo nhiên nóng mắt, nhìn đường khả hình hôm nay trang điểm liền xinh đẹp khiến người ta muốn phạm tội, mặt như hoa đào, tin tưởng không có mỹ nữ thời cổ nào có thể sánh bằng, bờ vai thon thả, vòng eo mảnh khảnh, còn có làn váy khẽ rũ xuống, làm cho đôi giày cao gót của cô như ẩn như hiện, hẳn là một đôi giày la mã, tôn lên đôi chân nho nhỏ. Anh liền mỉm cười, hơi giơ tay nói, các người đi ra ngoài trước đi. Mọi người nghe xong đều hiểu được, tất cả trầm mặc đi ra ngoài. Trang hạo nhiên vừa nhìn đường khả hình, vừa đứng dậy, giả vờ ho khan một tiếng, môi mỏng nhếch lên, nhìn cô Mỹ lệ động lòng người như vậy, cất giọng trầm thấp nói, qua mấy ngày nữa sẽ phải thi rồi, anh là dám khảo vòng thứ nhất, muốn em cùng người khác tạo ra một khoảng cách, nhưng anh hôm nay muốn thử em. Kiểm tra khứ giác của em xem có được linh mẫn như trong quá khứ hay không đường khả Hinh lập tức ngẩng đầu vẻ mặt ôn nhu tươi cười trong đôi mắt kia tràn đầy tự tin cùng trí tuệ nói a à, muốn thi như thế nào hôm nay anh có xịt nước hoa nói cho anh biết có những vị nào trang hạo nhiên trầm mặc mỉm cười nhìn cô đường khả Hinh đôi con ngươi đảo loạn nghĩ nghĩ điều gì đó liền mang túi sách hơi tiến lên một bước đôi tay tuyết trắng ôm lấy vòng eo người đàn ông khẽ nghiêng mặt để chóp mũi lại gần cổ anh nhẹ hít sâu Trang Hạo Nhiên trầm mặc mỉm cười đứng đó, mặc cho cô gái áp sát mình, khiến trong lòng anh như bị gãi ngứa, anh chậm rãi vươn hai tay, khẽ vuốt lớp vải mỏng sau lưng cô, thậm chí còn định đi xuống. Đường Khả Hinh sát lại cổ của hắn, nhẹ hít hít, rốt cuộc nâng lên mí mắt, ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói, đùa giỡn em, anh không có xịt nước hoa. Trang Hạo Nhiên không khỏi cười rộ lên, ôm lấy eo cô, cúi xuống nhẹ chạm vào trán cô, trong khoảng cách gần như thế nhìn cô vẫn thật xinh đẹp mới trầm thấp khát vọng nói, thật hy vọng có thể tìm được lý do để luôn được ở bên cạnh em. Đường khả hình xấu hổ đỏ mặt mỉm cười. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, kìm lòng không được nhẹ cúi xuống thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô, anh liền không thể chống cự được siết chặt vòng eo mảnh khảnh, thâm trầm quấn lấy đầu lưới cô, vừa mút vừa nhanh chóng cởi âu phục, để nó im lặng rơi trên mặt đất, túi sách màu trắng cũng cùng lúc rơi sang một bên. Cửa khẽ khép lại. Chiếc ron roi màu trắng, Lao như tên bắn về phía trước. Tài xế đang chuyên tâm lái xe, ghế xe phía sau được cách biệt với phía trước bởi một lớp thủy tinh màu tím, Trang Hạo Nhiên lại cường thế ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, kích tình ở bên trong phòng bệnh vừa qua, khát vọng lại vẫn như cũ bành trướng, tay anh lại muốn tiến vào bên trong làn váy, vừa hôn môi cô, vừa đi vào. Ầm, uhm, Đường Khả Hinh ngay lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía người đàn ông vừa cho cô cảm thụ được nhiệt tình kia, mềm giọng nói anh gạt em. Anh đêm nay sẽ không đến bồi em, đúng không? Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ vun vút trôi qua. Trang hạo nhiên tạm dừng lại động tác, hơi thở gấp gáp, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía đường khả hình. chương 964, khai mạc cuộc thi rượu. Lễ khai mạc cuộc thi World Class Sommelier Wild lần thứ 13 chính thức bắt đầu. Quần thể kiến trúc nổi tiếng thế giới, gồm khách sạn Á Châu và hàng chục tòa nhà màu trắng, mưa tan gột rửa bầu trời, một tia nắng ban mai lấp lánh ánh vàng chiếu xuống, vô số hải âu trắng pu chi tung cánh bay lên không trung, chim biển ngang ngược sải cánh xuyên qua, cứ như thế bay tới bay lui, chiếm phần nhỏ cảnh biển nơi đây là sóng lớn, từng đợt sóng cứ vồ vập ôm lấy bờ, lấp lấp người cười đùa lôi kéo nhau, bọt biển như muốn hòa theo dòng người mà tung bọt trắng xóa, yêu kiều như nàng mỹ nhân ngư của biển khơi. Vô số phóng viên trong và ngoài nước đã đến Á Châu, đây là khách sạn đầu tiên sử dụng hệ thống phun nước điều khiển ở khu vực châu Á, tất cả đều nhờ sự tiên tiến của các thiết kế máy móc giúp vòi phun có thể tùy ý thay đổi hình dáng. Tiền sảnh khách sạn là khoảng sân rộng rãi xa hoa, ở giữa là đèn được kết bằng cẩm thạch, đằng sau chính là đài phun nước đầy màu sắc, khi thì rực rỡ với bảy sắc cầu vồng, khi thì thuần khiết với đơn sắc ánh sáng, ngoài ra đài phun còn có hệ thống bắn ra pháo bông, lúc giống như một quả cầu pha lê khổng lồ lấp lánh ánh xanh, đôi khi thì hiện lên năm sáu màu tựa như môn bóng nước, hướng thẳng đến là trung tâm đài phun nước, tưởng văn phong sử dụng phần mềm kỹ xảo, chế tạo hình ảnh 3D trên nước, vô số mỹ nhân ngư kiểu diễm bơi lượn trong bức tranh với chất liệu là nước kia hiện rõ. Trước mặt mọi người, 10 thế giới quan cứ thế hiện ra trong một bức tranh bằng nước. Tiếng vỗ tay hoàn hồ nhất loạt vang lên, đèn flash loang loáng chiếu về hướng đài phun. Riêng chỗ quảng trường, trước khi cuộc thi bắt đầu là nghi thức khai mạc diễn ra tại sân khấu này, bởi vì đây là một cuộc thi tầm cỡ quốc tế, chủ yếu là sự cạnh tranh rượu vang của phương Tây, cho nên yếu tố Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ, phần nhiều là thể hiện sự biến hóa linh hoạt, có thể thấy rõ trên sân khấu từ hàng loạt màn hình tinh thể lỏng, trong màn ánh sáng được dệt từ mặt trời đầy nắng. Hình ảnh 10 tuyển thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới được phát sóng trên màn hình, trong đó đến từ Nhật Bản có tuyển thủ Mộc Tử Linh. Cô mặc trang phục hầu rượu, tóc buộc cao, mang phong thái thanh nhã của người phụ nữ Nhật Bản, bản lĩnh vốn đã được tôi luyện, tử linh bình tĩnh mỉm cười, đứng trước rượu vang nâng ly đưa lên miệng nếm thử, sau đó chuẩn xác đoán được phẩm hạng của rượu, kể cả nguồn gốc rượu và nơi sản xuất, cùng các loại hương vị có trong rượu vang. Đến từ Anh Quốc có tuyển thủ dây IESSC, người phụ nữ khoảng 35 tuổi, y phục độc một màu đen, còn bộ tóc vàng óng thì được tết lại gọn gàng. Tay bà cầm lấy ly rượu thử qua, rồi đưa ra những thẩm định sâu sắc của mình về rượu phàm là nho trồng ở ven biển hay sông, hồ đều cho ra trái có tỷ lệ nhiều hơn thông thường do thừa chất phenolic và tannin từ hồ. Biển có màu xanh là do sự khúc xả ánh sáng từ tia cực tím, có thể đẩy nhanh quá trình trưng cất rượu. Ly chắc đô này, hương vị của nó lan tỏa trong vòng họng liền có thể tức khắc chinh phục linh hồn người uống, có thể nhận định rằng đây là loại rượu cao cấp, chỉ duy nhất hai chữ có thể bình phẩm, chinh phục. Anh Sommelier Basidian, một người đàn ông quốc tịch Pháp khoảng 30 tuổi, toàn thân cũng mặc độc nhất một màu đen, anh nhanh nhẹn cầm lấy diêm thắp cây nến cùng tông màu với chiếc khăn trải bàn trắng, rồi mới nhìn thẳng vào camera ghi hình, một tay đỡ bình rượu, tay còn lại nắm cầm chai rượu lắc lắc như để thức tỉnh hương rượu, sau đó bắt đầu ổn định dịch rượu sóng sánh như khúc xạ trong bình, rồi từ từ uống vào. Vẻ mặt vị thẩm định rượu trước camera tỏ ra kinh ngạc vì loại rượu này, nó như tơ nhện mềm quấn lấy mình, ngay tức khắc có thể biến một hầu rượu trở thành một bậc thầy về rượu. Quảng trường ngày một sôi sục với những chàng pháo tay nồng nhiệt, lễ khai mạc lần này chọn phong cách vô cùng độc đáo, sử dụng thiết kế màn hình tinh thể lỏng LCD tự động của Tưởng Văn Phong, chỉ thấy có rất nhiều nhân viên, gần ngàn người lễ phục trắng gọn gàng ngồi ở giữa trung tâm quảng trường, cứ hai người thì ngồi trên chỗ dựa màu đen ở hai bên màn hình lớn khoảng 5 thước, như hình cánh quạt, theo chiều kim đồng hồ xoay, tiếp đó là màn khen thưởng các cao thủ trong giới rượu vang. Phía sau sân khấu lớn trong màn hình LCD là hình ảnh cánh quạt xoay tròn như cối xoay gió Hà Lan, từ các vòng quay có thể thấy được rượu vang Pháp Provon ở khắp mọi nơi, vô số hoa oải hương trải dài như thể vô tận, một số người phương Tây bỏ qua tôn giáo, tự hỏi rằng ta từ nơi nào đến, ta sẽ đi đâu về đâu. Tưởng Văn Phong, một nhà nghệ thuật thiên tài, vẫn cảm thấy thế giới ngày nay thật lạc hậu, những người chưa tiến tới tương lai thì đã là quá khứ, cho nên giờ phút này, ở thế giới này, có thể thừa nhận tinh hoa nhân loại này thật là vọng ảo. Cũng bởi vì như thế, anh đã thiết kế ra một kiệt tác chưa từng có trước nay. Một làn gió biển thổi qua các viên chức, đó là những người được Hiệp hội Rượu Vang Thế Giới dành riêng chỗ ngồi, có sự góp mặt của Chủ tịch Hoàn Cầu, ngoài ra còn có các vị tiền bối trong ngành rượu, cuối cùng là các tuyển thủ dự thi, còn lại phía bên phải bờ biển là vị trí cuối cùng dành cho quản lý rượu. Một thiên tài về rượu, tinh hoa trong tinh hoa, sáng lên một cái tên, đường khả hinh. Vô số khách mời cùng với các tuyển thủ, thậm chí còn có các biên tập viên Mỹ thực thế giới, biên tập chương trình và các phóng viên trong ngành rượu, tay ai cũng cầm một thiệp mời màu trắng, mỉm cười hòa nhã, nhiều nhân viên phục vụ mặc đồng phục trắng khoác áo màu bạc bên ngoài, tay bê ly tuyết mùa xuân của Pháp, nhã nhận chuyên nghiệp mang đến cho khách khứa trước mặt. Một chàng pháo tay vang lên, tất cả các phóng viên cầm máy ảnh lên, chợt quay đầu lại. Phải đến 10 chiếc xe ô tô màu đen đang đến, chiếc đầu tiên là của thành viên của Hiệp hội Rượu Vang, Tổng đạo diễn đứng ở phía sau, nghe các thành viên hiệp hội đã đến, tức khắc cầm lấy micro, tiếng lớn phân phó, lễ khai mạc sắp bắt đầu, chuẩn bị phông nền. Kỹ sư máy tính phía sau sân khấu sẵn sàng, nhận được chỉ lệnh, ngón tay tức khắc nhanh nhạy hoạt động trên bàn phím, trong nháy mắt một trận gió lớn thổi tới, hai màn lớn bên cạnh quảng trường được luân chuyển về phía sau, trong tích tắc ngưng lại, màn hình liên kết với nhau cùng một chỗ, phát ra một lượng ánh sáng cực mạnh, ngay trên màn hình rộng là hình ảnh tác phẩm khởi nghiệp của tập đoàn á châu tác phẩm nổi tiếng với tên gọi màn trời thời điểm tất cả mọi người nhìn lên đều thấy trên màn hình là bầu trời cao xanh thẳng từng áng mây trắng bồng bềnh còn có vô số cánh chim bay lượn thậm chí phía trước màn hình biến hóa hiện lên hình ảnh một vườn nho đơn độc chỉ một cây nhưng toát lên một sức sống tiềm tàng mãnh liệt mọi người trầm trồ lên kỹ sư máy tính nhanh chóng hoạt động các ngón tay tạo ra rất nhiều ảo ảnh Tại trung tâm tiệc chim Puchi cứ thản nhiên bay lượt, chủ đề dưới nước là một trong những chủ đề độc đáo của khách sạn này, được tận mắt chứng kiến quả tuyệt mỹ hơn nhiều so với quảng cáo, một môi trường khích thích các phóng viên tác nghiệp. Tưởng Văn Phong mặc một chiếc áo sơ mi xanh có họa tiết là các ô vuông, phối với quần đen vừa vặn tôn lên cặp chân dài của anh, vô cùng nhàn nhã dựa vào ghế ngồi, miệng thì ngậm một que kẹo, ngồi trước máy tính nhìn về phía màn hình lớn anh tỉ mỉ xem xét tình hình hiệu quả của màn trời, nghĩ tới rốt cuộc người đó tại sao lại không đến. Một số xe hơi màu đen liên tục xuất hiện, ban giám khảo cuối cùng cũng đã đến, dẫn đầu là Vitus và Lauren, đó là các nhà thẩm định từ Anh, Pháp, Đức và các hiệp hội khác được mời đến đánh giá, tiếp đến là một vị có tuổi đời trẻ hơn, ước chừng có khoảng 30 tới 40 năm kinh nghiệm thẩm định, có óc hài hước, gợi cảm và quyến rũ chính là bà Jock, còn được gọi là Rose Queen, bà mặc một chiếc váy đen đơn giản. Làm nổi bật mái tóc nâu dài, tay cầm một bản tư liệu màu đen, đến cạnh vệ sĩ nhằm trách khỏi các tay phóng viên. Cũng không quên cười nồng nhiệt với mọi người, đôi mắt xanh sâu thẳm công thành hình bán nguyệt lại càng khiến người người say mê. Tiếp theo là thành viên mới năm nay của Hiệp hội rượu thế giới bác dịch, anh khoác trên mình bộ âu phục đen, vẫn phong thái nghiêm nghị không hề thay đổi, dưới sự chỉ dẫn của chị gái liền hướng bình thẩm đoàn đi tới. Thời điểm này, 10 chỗ ngồi của tuyển thủ vẫn còn trống nhưng không khí vẫn phi thường nhộn nhịp. Vô số thành viên của hiệp hội cùng ban giám khảo tới chào hỏi nhau, vui vẻ trên mặt đều là ý cười. Vitus ăn mặc vẫn phong độ như vậy, chính là buổi đối mặt so tài lần này, hắn ra vẻ hơn bình thường, thậm chí có cả lão già ngoan cố Jackson, trong lần so tài thi đấu này đều xuất ra những tuyển thủ xuất sắc. Jackson, một lão già gần 70 tuổi, mặt lún phún toàn dâu, khẽ gật đầu, đáp, yes. Xếp kê tính tang, đúng vậy, ngoại trừ đường khả hình. Hắn vẫn đối với đường khả hình chỉ có lợi dụng, như lần trước lợi dụng cô làm món cơm bách hợp Anh Quốc trong cuộc thi, để giành được chiến thắng, làm một chuyện như thế, cuối cùng cũng thành công đạt được mục đích. Sắc mặt Peters nhất thời ngưng lại, ánh mắt lưu chuyển, không khách khí nhìn về phía Jackson, cảm thấy Anh Quốc quả thật không có hy vọng. Lauren ngồi ở một bên, không kìm được mà bật cười. Tại tòa nhà màu trắng đúng với lối kiến trúc của giới thượng lưu, ánh sáng mặt trời khúc xạ vào, chiếu xuống một thân ảnh trong bóng tối, dáng về yêu kiều đích thị là một cô gái, đứng ngay cửa sổ sát đất liền nhìn về phía hội trường náo nhiệt, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng sắc bén, hỏi chúng ta chuẩn bị có tốt không? Chuẩn bị tốt lắm, một tử linh tuyệt đối không có khả năng nhường đường khả hình vị trí quán quân. Ngài yên tâm, cô nghe lời này, mắt lại xa xăm, khóe miệng hơi nhướng lên mỉm cười. Sau mở đầu của, màn trời, tiếp theo là chủ đề tơ tầm, từ những câu chuyện huyền thoại về rượu làm mềm chất vải, rồi rất nhanh phiêu linh xuất hiện trên trung tâm màn hình chính, cuối cùng thẳng tiến hướng đến giữa màn hình lớn, trong nháy mắt hóa thân từ từng lớp lớp cánh hoa cây nho, hiện ra bức họa 10 vị tổ sư về rượu ở ngay trung tâm màn hình. Mỗi thứ đều làm nổi bật lên trí tuệ tôn quý. Ký giả nhất loạt đứng lên, kêu to, đi thôi. Nói xong, màn hình được bố trí cả hai bên trái phải đều lập tức vang lên thanh âm, máy móc triển khai hoạt động, tựa như quốc hoa mẫu đơn, Nơ rộ rực rỡ, mang một tia sáng hồng nhạt trải dài tới trung tâm tiền sảnh, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng như từ ánh sáng kia truyền ra, dẫn dắt mọi người từng bước một vào câu chuyện truyền kỳ về hương vị. Chương 965, tôi giúp cô. Gió biển ùn ùn kéo đến, những con sóng tới tấp đập vào bờ, có rất nhiều hải âu và chim biển phải chạy đi tránh sóng. Trước khách sạn Á Châu có một đài phun nước, chẳng biết lúc nào trước cửa khách sạn đã có ba cái trống to. Vào lúc này nước bắt đầu được phun lên cao theo nhịp điệu, trống ở dưới được đánh kêu bang bang phanh, bang bang phanh vang lên, tiếng trống làm cho không khí sôi động hẳn lên. Trống được coi là thần vật ở phương Đông, nó có thể đánh bại đối thủ, cổ vũ tinh thần mọi người, mấy vị võ sĩ phương Tây biểu diễn cùng với tiếng trống, đó chính là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Giới thượng lưu bên Nhật Bản tổ chức trận thi đấu phục vụ rượu lớn thường dùng hoa anh đào làm biểu tượng chính, đó là vẻ đẹp ở Nhật Bản bây giờ quan viên chính phủ đã trải qua nhiều sóng gió hiển nhiên muốn đánh chống thật lớn. Vô số nhà báo, nhao nhao cầm lên máy ảnh kỹ thuật số quay chụp các võ sĩ đang biểu diễn, họ đứng trước chống chụp liên tục, chống kêu vang dội, nước phun lên ầm ầm, tạo ra thủy cầu lớn, màn hình máy vi tính đặt dưới vòi phun nước phản chiếu ánh sáng lên, tạo nên hình chén rượu nho xoay tròn trên không trung. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nắp rượu vang vào thời khắc này, bắt phụt lên tạo ra màn xương mở theo đó là mùi hương lan tỏa khắp không gian. Nhà báo và khách quý cùng nhau vỗ tay, chào đón thời khắc này. Một dãy xe con màu đen chạm chạp tiến tới, có vô số vệ sĩ đứng bao vây để bảo vệ, nhà báo và người xem xung quanh đều phấn khích, xe con chậm rãi dừng lại, vô số đặc công và bảo vệ của khách sạn tăng cường cảnh giác, sau đó mời vị khách chuyên gia phục vụ rượu xuống xe, người thứ nhất đến từ Hy Lạp, đất nước có hơn 6.000 năm lịch sử về rượu nho, là đất nước tiên phong ở châu Âu cũng là đất nước đầu tiên lên kế hoạch kinh doanh rượu nho, đất nước này có cả truyền thuyết về rượu nho. Người tuyển thủ nam tên Kerry, khoảng 38 tuổi, mặc áo sơ mi màu lam đậm, quần màu đen, vóc người khôi ngô, có khuôn mặt phương Tây điển trai, thỉnh thoảng hé mở đôi mắt màu xanh sâu thẳm, là người phục vụ rượu chuyên nghiệp, có trí tuệ hơn người và ánh mắt lương thiện. Anh đi về phía trước trong tiếng vỗ tay vang dội xung quanh, khi đi vào bên trong với tâm trạng phấn khích vô số nhà báo cùng chụp ảnh anh, tiếng máy ảnh vang lên tách tách, trên màn hình lớn bông hoa mẫu đơn xuất hiện rồi châm chạp bay lên, sau đó bắt đầu có hình ảnh về văn hóa trưng cất rượu nhau của Hy Lạp, thậm chí còn có từ thời cổ xưa, có người gọi rượu đỏ là độc dược mê hoặc lòng người, nhưng thật ra rượu là thứ kích thích linh hồn con người, làm cho con người tìm ra chính mình. Người Trung Quốc uống rượu thì gọi là uống rượu ẩm kiên. Nhưng người phương Tây rượu uống rượu thì gọi là đẳng cấp. Không giống với cảnh giới khác, mang đến cảm giác khác trong nội tâm con người, chúng ta phải học tập điều này. Cửa xe màu đen thứ hai được mở ra. Một người đàn ông người Pháp khoảng 50 tuổi bước ra, mặc Âu phục phẳng phiu, mái tóc vàng óng, khuôn mặt rất thân thiện nở nụ cười chuyên nghiệp, đi về phía trước, theo thói quen nhìn vào ống kính máy quay mỉm cười. Peters, Lauren và mọi người cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tuyển thủ Golden này, anh từng phục vụ rượu cho rất nhiều nguyên thủ quốc gia. Anh biết rất rõ về cách kết hợp giữa thức ăn và rượu nho của rất nhiều quốc gia, là người được kỳ vọng cho thế hệ lãnh đạo rượu nho kế tiếp sau Vitus và Lauren, lần này anh tỏ thái độ nhẹ nhõm mà khiêu chiến, lần đến Trung Quốc này, một là muốn thử sức với bản thân, hai là muốn tìm đối thủ tương đương với mình. Cửa xe thứ ba được mở ra, một cô gái khoảng 28 tuổi xinh đẹp đến từ Nhật Bản, mặc váy ngắn bó sát người, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt khả ái, phong thái nhanh nhẹn, đi giày cao gót hơn 10 cm đi về phía trước, gương mặt tươi cười tỏ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Cô tên là Mộc Tử Linh, gia đình ba đời đều kinh doanh rượu đỏ. Nghe nói gia đình cô một tay thao túng thị trường rượu đỏ Nhật Bản và một số nước Châu Á. Gia đình cô có một hầm rượu tốt ở ven biển, bên trong cất giữ rất nhiều rượu. Cha cô là người có thu nhập cao thứ ba về kinh doanh rượu đỏ trên thế giới. Vitas hai mắt lóe ra nhìn cô gái này. Mộc Tử Linh khẽ nhếch miệng, đi vào bên trong với bao ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông xung quanh vô ý thức cô tìm bóng dáng của Trang Hạo Nhiên. Hiển nhiên hai vị giám đốc đều chưa đến. Hai mắt của cô sụ xuống, liền cất bước về phía chỗ ngồi của mình, lại vô ý thức nhìn vào tấm thủy tình sáng chói ở bên phải dãy ghế có ghi đường khả hình, hai mi mắt cô nhíu lại rồi cười nhẹ ngồi xuống. Xuống tiếp sau đó là tuyển thủ của quốc gia La Mã, Tây Ban Nha, Đức, còn có người trong nước là Thiên Thiên và Giang Tử Thần là vị tuyển thủ thứ 8, chiếc xe thứ 9 chậm rãi dừng lại ở trước thảm đỏ, người bước ra là một người con trai Italy, trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp trai, tóc xoăn, ngắn có màu hơi dám nắng, hai mắt màu xanh lam, sống mũi rất cao, nhìn người toát lên vẻ quý tộc, anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu lam nhạt, quần màu trắng, có chút lãng tử và hào hoa phong nhã. Vitus cùng Lauren đồng thời ngẩng đầu, nhìn về người có tên là Alex này, người con trai này được mọi người dự đoán là sẽ giành giải quán quân, mẹ của anh có hơn 30 trang trại rượu trên khắp thế giới, cha anh là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng ở Italy, có tới 18 nhà hàng ở Pháp, ngay từ khi mới 13 tuổi đã làm bạn cùng với rượu đỏ, sự hiểu biết của anh về rượu đỏ đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Người đời gọi anh là thần rượu, anh là người duy nhất có thể triệu tập được linh hồn rượu trong các vị tuyển thủ tham gia trận đấu này. Người con trai phong độ nhẹ nhàng, bắt tay với mọi người hăm hở hỏi han, rồi vẫy tay mỉm cười với mọi người xung quanh, gió thổi mạnh làm bay tóc ngắn của anh, gió luồn vào áo sơ mi của anh làm nổi bật cơ ngực săn chắc, tất cả nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Bên trong phòng kỹ thuật, tưởng văn phong tiếp tục cắn kẹo que, hai chân vắt chéo rung rung, nhíu mày nhìn vào người con trai tên Alex trên màn hình máy vi tính, cư nhiên lại mặc cùng thương hiệu với mình, cùng màu áo sơ mi, lại nghe thấy gọi anh ta là thần gì đó, liền không khỏi nhớ tới, Vitus đã từng nói, anh ta là đối thủ mạnh với đường khả hình, thế nhưng người kia, thế nào còn chưa có đến chứ? Vừa nghĩ xong thì có một chiếc xe con màu đen chậm rãi đi tới, dưới ánh sáng mặt trời toát lên vẻ tôn quý, nghe nói cô là nữ thần rượu đỏ của Á Châu, nghe nói cô sử dụng phương pháp không đúng đắn để tiến vào trận chung kết này, nghe nói Sơn có bất mãn với cô, nghe nói cô là học trò ưu tú của Vitus, nghe nói tài năng của cô cũng không như các tạp chí miêu tả, nghe nói gia đình cô cũng không hiển hách như chín vị tuyển thủ trong trận chung kết này, nghe nói gia cảnh của cô cũng không tốt gì, Cô chỉ từng làm một nhân viên tạp vụ nhỏ. Nhưng không ai biết, cha cô là đầu bếp truyền kỳ về món ăn Tây, thậm chí cũng đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, nghe truyền cha cô còn là đầu bếp số một trên thế giới, đối với việc con gái ông tham gia trận đấu này thì không thua kém bất kỳ vị tuyển thủ nào. Chỉ là tất cả mọi người, ai cũng chỉ nhớ cô từng làm ở Á Châu với chức vụ nhỏ thôi. Xe con màu đen tạm dừng lại. Khương Vĩ cùng Đỗ Uy mặc Âu phục màu đen nhanh chóng từ phía trước trong xe đi ra trong phạm vi của đặc công, đợi mệnh lệnh, đem tất cả bảo vệ bảo hộ xung quanh xe, quan sát xung quanh xe trong phạm vi bán kính 50 mét, thấy không có mối nguy hiểm nào tới đường khả hình, mới cầm bộ đàm lên, nhanh chóng nói, không có nguy hiểm. Có thể xuống xe, vô số người ở đằng xa, lập tức bấm cò, nhìn vào xe con, nếu như có người lại gần đường khả hình mà tạo ra nguy hiểm thì lập tức giết. Thi ngữ nhanh chóng đi về phía xe con, mỉm cười có vài phần tôn kính, hơi khom lưng nói nhỏ đường tiểu thư cặp sinh đôi xuống xe trước quan sát tình huống xung quanh mới khom lưng mời đường khả hình ra thiên thiên cùng giang tử thần hôm nay mặc một màu đen một màu trắng kết hợp với nhau đồng thời xoay người nhìn về phía đường khả hình bởi vì cô sáng nay đã xác định nghỉ việc tai khách sạn á châu và tập đoàn hoàn cầu lấy thân phận riêng để dự thi cô bây giờ không phải bạn nữa mà là đối thủ một trận gió mạnh thổi tới đường khả hình mặc váy dài màu trắng tóc thẳng đeo vòng cổ kim cương cô tươi cười ôn nhu đi xuống xe bảo vệ đứng xung quanh đi về hướng giám khảo người nào không biết lại tưởng cô là thiên kim tiểu thư nhà nào đi tuần sát hiện trường trận đấu mấy người tuyển thủ trầm mặc cùng xoay người lại nhìn cô dóc phu nhân cũng hiếu kỳ xoay người nhìn đường khả hình trang điểm như vậy cũng kinh ngạc cười kêu một tiếng oa nga vitus lại nhìn học sinh của mình mi tâm căng thẳng tưởng văn phong trong nháy mắt ngồi dậy nhìn về phía đường khả hình hôm nay gợi cảm mỹ lệ như vậy đón gió mạnh, tóc bị thổi tung, nhẹ nhàng khoan khoái đi về phía trước, giống như nữ thần mùa hè, hai mắt của anh trừng lên, ngón tay lại nhanh chóng chuyển động, chuyển ống kính tới khuôn mặt Vitus, quả nhiên trên mặt ông già này là cái bản mặt khó coi, anh cười ra tiếng, cầm một miếng bánh bỏ vào miệng rồi mút lấy hương vị ở tay, lại cười nói tôi sẽ giúp cô. Đường khả hình Đường khả hình nhìn mọi người phất tay ôn nhu mỉm cười, nhấc váy lên đi về phía trước, Cặp song sinh đi theo sau cô, vừa hướng mọi người ôn nhu mỉm cười phất tay, vừa nhấc lên làn váy thật dài đi về phía trước. Cặp song sinh theo sát cô sau đó, cô vẫn đi về phía trước, nhưng không ai biết được vừa qua đài phun nước, muốn đi về phía thảm đỏ, cô bị phản chiếu ánh sáng mạnh vào mắt, trong nháy mắt mắt cô nhắm lại khó chịu cúi xuống muốn nhắm mắt lại cho đỡ chói, nhưng không may chân lại đạp vào chân váy. Cô loạn choạng, a à một tiếng ngã vào đài phun nước. Tiểu Hà lập tức đưa tay ra kéo cô, nhưng tay áo cô quá mỏng nên đã kéo một lớp áo của cô đường khả hinh liền bị xé đi vải trắng ở tay áo phịch một tiếng cả người ngã vào đài phun nước đủ màu sắc cả người ướt như chuột lột vỗ mặt nước kêu to lên a à. mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía cô có người đã phù một tiếng cúi đầu bật cười Vitus mặt lạnh xuống chút không hài lòng về phía học sinh tức giận nói không nên lời audio điện tử võ tấn bền chương 966, mùi vị thất bại. Phòng nghỉ ngơi. Trong nháy mắt Vitas tức giận xoay người, nghiêm mặt nhìn cô học trò trước mặt. Cả người của đường khả hình ướt đấm, tóc ướt, lạnh thấm vào người đế phát run, run lẩy bẩy đứng ở trước mặt lão sư, gương mặt bị đông cứng trắng bệch, lại không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão sư đang tức giận, cô không hiểu thở gấp kêu nhỏ, lão. Lão sư, vẻ mặt của Vitus nặng nề, vô cùng tức giận nhìn học trò của mình, rốt cuộc nói ra, trước cuộc tranh tài rượu đỏ thế giới này, em ở bên trong rất nhiều tuyển thủ khác, thành tích kém nhất, kinh nghiệm lịch duyệt, thời gian ngắn nhất. Thậm chí em ngay cả trong mọi người không có nhiều kinh nghiệm rót rượu nhất. Em xem những tuyển thủ dự thi này đi, mỗi người đều có bối cảnh gia tộc to lớn ủng hộ, nhất là Nhật Bản Mộc Tử Linh, Anh Quốc J.I.E.S.S.C., gia tộc Á Linh cũng có người có kinh nghiệm rót rượu, cũng không cần đến tư đốn. Ở trước mặt tuyển thủ như vậy, em có thể ngung cuồng xuất hiện. Đường Khả hình sợ run nhìn Vitus. Vitus ý vị sâu xa nhìn về phía học trò, lần nữa nhíu chặt lông mày thẳng thắn, người của toàn thế giới đều vô cùng ghét người Trung Quốc phô trương. Cũng không có quốc gia nào giống như người Trung Quốc dạy phô trương như vậy. Những bình luận này đại bộ phận cũng tập trung nước Pháp cùng Anh Quốc, còn có nước Đức, Italy, trừ một bác dịch cùng thầy, còn có Lauren hiểu rõ tình huống thực tế của em nhất, bất kỳ ai cũng không hiểu em. Trọng tài cho điểm, trừ thi viết, đều là ngẫu hứng, có phải em không thèm để ý chút điểm này hay không? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả hình nghe xong lời này, nhất thời tim đập nhanh loạn nhịp rồi, cô liền có chút nóng này, cũng không có nghĩ đến điểm này. Em nhìn tuyển thủ ở đây xem, mọi người đều là trầm ổn kín kẽ, có lẽ là lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng tất cả cũng không dám kiêu ngạo, tại sao em phô trương cướp đoạt người như vậy? Vitas không chút lưu tình nhìn về phía học trò. Đường khả hình nghe lời này, nhất thời mặt đỏ lên lúc thì trắng, không khỏi nhìn về phía lão sư, gấp gáp cùng khẩn trương nói, thật xin lỗi, lão sư, em cũng không có nghĩ đến điểm này. Em, không nên nhìn dốc phu nhân giống như tán thưởng gấp đôi với em. Nhưng anh quốc cùng nước Pháp, hai nước này rất bảo thủ, cũng đối với em đã từng cầm lấy linh phân, sau đó dựa vào cơ hội đi vào tranh tài, đều vô cùng chú ý. Nếu như em không phải là học trò của thầy, thầy có thể cũng sẽ đối với em có chút ý kiến, càng không nghĩ tới em lại dẫn một nhóm người oanh oanh liệt liệt đi ra ngoài. đây không phải là võ đài của một mình em, khiêm tốn một chút còn có thể có được một điểm không thành kiến. Vitas nữa lo lắng nói, đường khả hinh hối hận không kịp, vội vàng hướng lão sư nói xin lỗi, thật xin lỗi, lão sư, về sau em sẽ chú ý. đây là một yến hội rượu đỏ, ai ở trước mặt rượu đỏ cũng không dám nói hiểu tuyệt đối một cô gái nhỏ như em, buông lỏng chút, khiêm tốn một chút, khiêm tốn hơn nữa. Có vài thứ không thể lấy vật chất để đền bù. Đây là một từ trường lực cùng năng lực đọ sức chính thức. Không làm cho cuộc sống càng ngày càng thỏa mãn, nhưng ý chí lại càng ngày càng yếu kém. Vitus vô cùng cẩn thận giao phó. Dạ, lão sư yên tâm, em sẽ cẩn thận trong lần tranh tài này, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Em bảo đảm với lão sư, đường khả hình rũi thẳng ra tư thái, trên mặt kiên nghị, Vitus thật sâu nhìn về phía học trò, phát hiện trong khoảng thời gian này cô trải qua tất cả, quá khứ hai mắt trong veo, bây giờ có chút nặng nề hơn quá khứ, ông lập tức lấy roi nho nhỏ, vung ra, nói, đưa tay ra. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Vẻ mặt của đường khả hình đau khổ, kinh ngạc nhìn về phía Vitus, cầu xin tha thứ gọi, lão sư. Vươn tay ra, Vitus cứng rắn nữa gọi. Đường khả hình không có cách nào, đành phải chậm chạp vẻ mặt đau khổ dần dần vươn tay vitus đè nén đau lòng cầm roi đánh xuống lòng bàn tay của học trò nói nên nhớ thời điểm quen biết thầy trong thế giới của em chẳng có cái gì cả chỉ có rượu đỏ một đường đi tới nó em chinh phục lão sư em chinh phục cấp trên chinh phục thuộc hạ đó là chút hương rượu dẫn em đi tới hôm nay em nói cho thầy biết bây giờ em cái gì cũng có vậy em tới tham gia tranh tài lần này là vì cái gì Tay của Đường Khả hình bị lão sư từng roi đánh xuống, đau đến tê dại, mi tâm của cô nhíu chặt, thỉnh thoảng co rúm cơ thể, nói, vì thắng được trận tranh tài rượu đỏ. Sau khi thắng cuộc tranh tài thì sao? Vitus lại đưa ra tay, dùng hết sức đánh. A, à, Đường Khả hình đau đến thở không ra hơi, đôi mắt cũng chứa nước, nghẹn ngào mà nghĩ muốn khóc, liền nhất thời đang suy nghĩ, thắng được rượu đỏ sau đó thì sao, cô ngẩn ra. Đúng lúc này, tay cầm roi của Vitus cũng dừng lại, đau lòng nhìn về phía học trò sau khi thắng được rượu đỏ này. Ước mơ của em chấm dứt, tất cả của em đều chấm dứt, tình yêu nhiệt quyết em dành cho rượu đỏ đâu, tín ngưỡng với rượu đỏ đâu, quá khứ rượu đỏ như thấm vào tim của em đâu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả Hinh có chút ngốc nhìn Vitus. Chính là bởi vì hôm nay em không có thành kiếm, cho nên mới phô trương như vậy. Vậy nên số của em phải chịu trừng phạt ngược lại lúc này vitus vứt bỏ roi thật sâu nhìn học trò nói sinh mạng mặc kệ hành trình như thế nào lên tới đỉnh núi chỉ là một con đường khác sẽ bắt đầu nếu như em dừng lại theo đuổi ánh sáng trên người em cũng sẽ từ từ rút đi sau đó em chỉ là một thiên kim tiểu thư đây là yêu cầu của cha em đây là cuộc đời yêu cầu của em hả nếu như cha em cho em cơ hội này tại sao còn muốn để cho em trải quy cua khó khăn cùng biến cố Đường khả hình hai mắt không nhịn được rơi nước mắt nhìn về phía Vitus. Liền xoay người. Vitus cũng đau lòng nhìn về phía học trò, nặng nề thở một hơi, rốt cuộc trầm mặc xoay người, đi ra ngoài. Lão sư, đường khả hình đột nhiên nghẹn ngào gọi Vitus lại, nhìn về phía bóng lưng màu đen dày của ông, thật sâu nói, hai ngày em nhận được rất nhiều rất nhiều, em trở nên có chút hạnh phúc. Quả thật có chút hạnh phúc. Vitus dừng bước lại, đứng lại bên cạnh cửa, nói, không có ai ngăn cản hạnh phúc của em, nhưng là đối với sứ mạng của một con người, trong sinh mệnh không chỉ có chỉ có hạnh phúc. Cuộc sống đáng giá nhất chính là đoạn thời gian tốt đẹp kia, thường thì thống khổ nhất. Nếu như trong tương lai em phải quên đi hồi ức hôm nay, em nhớ lại vô số di sản cùng hợp đồng, vẫn là những năm tháng gian khổ kia. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nước mắt của đường khả hình chảy xuống. Vitus nói đến đây, Tim của mình cũng có chút đau, nháy mắt muốn xoay người lại, nhưng vẫn là trầm mặc đi ra ngoài. Tâm tình của Đường Khả Hinh nặng nề, đứng ở phòng nghỉ ngơi, hai mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt, cắn chặt răng nhớ lại lời của lão sư, cô từng đọt thở gấp ngực Phật phòng, đột nhiên gọi, "Thi ngữ." Thi ngữ lập tức từ ngoài cửa, khẩn trương đi tới, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, kêu nhỏ, "Đường tiểu thư." Ngoặc kép chấm 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 Đường Khả hình hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nhanh chóng lưu chuyển, đột nhiên cô cắn răng lại quyết tâm nói, "Thay đổi tranh phục cho tôi." Tôi muốn đơn giản nhất cùng trực tiếp. À, Thi Ngữ tim đạp nhanh loạn nhịp hướng nhìn cô. Đường Khả hình chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Thi Ngữ, trên mặt tràn đầy ánh sáng rực rỡ, nói, "Thay đổi trác phục cho tôi." Ngoặc kép chấm 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 Thơ ngữ nhìn về phía cô kiên định và cứng rắn như vậy lập tức khẽ gật đầu nói, dạ. Tôi lập tức đi ngay. Cô nói xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Đường khả hình cũng nặng nê thở gấp, nhẹ tay lau đi nước mắt, tự mình đưa tay tới eo bên trái, một mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Thi ngữ đã dẫn hai người giúp việc, cầm theo y phục, nhanh chóng đi tới, thấy đường khả hình muốn vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, cô lập tức đi qua nói tôi đến. Không, tôi tự mình làm được. Đường khả hình trực tiếp nói xong, liền nhàn nhạt, nhạt nhận lấy quần áo trong tay thi ngữ, xoay người đi vào phòng tắm, cửa phịch một tiếng đóng lại. Bên trong phòng tắm, bọt nước ùn ùn trào ra, cơ thể trần trọi của đường khả hình, đứng ở đầu nước nóng, mặc cho mưa nhỏ chảy xuống, hai tròng mắt của cô dần dần hiện lên ánh sáng kiên định, nặng nề thở ra thì ngọn lửa sau vai, trải qua trận trận bọt nước, bắt đầu kịch liệt mà bốc cháy. Cửa, liền mở ra. Thi ngữ cùng hai người người giúp việc đồng thời khẩn trương xoay người, nhìn về phía người trước mặt. Đường khả Hinh đã mặc một cái áo sơ mi in lần phong cách màu trắng, màu đen quần cụt, thắt lưng màu bạc mịt áo sơ mi bên trong, mang giày cao gót 12cm, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan được trang điểm đẹp lên, nhìn về phía người trước mặt, dơ lên nụ cười tự tin và lương thiện. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thi ngữ nhìn về phía cô như vậy không nhịn được cũng mỉm cười đi theo cô tôi đi ra ngoài được rồi đến nơi các cô cũng không cần đi theo một mình tôi là được rồi tương đương đường khả hình nói xong liền trước cất bước đi ra ngoài thi ngữ dẫn hai người giúp việc chỉ đành phải đứng ở trong phòng nhìn về phía bóng lưng của cô trầm mặc lại khai mạc sắp bắt đầu đường khả hình một thân một mình bước ra khách sạn á châu hứng lấy ngọn gió thổi mạnh phải đi hướng khai mạc thức bên cạnh lại thấy một tử linh mặc quần cụt màu vàng, tay cầm túi sách màu trắng, đang cất bước muốn đi về phía bên này. Bước chân của cô dừng lại, nhìn về phía cô gái trước mặt. Mục tử linh cũng ngừng bước, nhìn về phía đường khả hình, trên mặt vẫn là vậy bộ dáng dự tính sẽ đoạt giải quán quân, cười đến giảo hoạt như vậy. Đường khả hình hơi nhíu nghi tâm, nghi ngờ không hiểu nhìn về phía cô ta. Mục tử linh cũng không có cho cơ hội cô biết được nhiều hơn, mà là nở nụ cười, tay cầm túi sách, cất bước đi về phía trước, Lúc đi qua đường Khả Hinh, động vật ở trong rừng rậm, chỉ cần tản ra mùi vị thất bại và hoang mang một chút, sẽ khai ra hỏa sát thân. Hy vọng Đường tiểu thư, ngài có thể giữ đến cuối cùng, không bị trận này vô tình dìm ngập đi, lần này sẽ không có vận khi tốt như vậy. Đường Khả Hinh nghiêng ngươi, hai mắt sắc bén nhìn về phía cô ta. Chương 967, xạ hương. Ở trong mắt các ngươi, cây anh đào quả thật là rất đẹp, nhưng ở Nhật Bản cây anh đào này còn được gọi là linh hồn hoa triệu hoán võ sư, rất được yêu thích, không tốt. Mục tử linh mỉm cười nói xong, tay cầm túi sách, uyển chuyển đi về phía trước. Đường khả hình đứng ở trong đám người, nhìn về phía bóng lưng tự tin của Mục tử linh, trầm mặc một chút, liền mới chịu cất bước đi về phía trước, lại thấy tưởng văn phong, vẻ mặt lười biếng lạnh nhạt nở nụ cười, bước ra, cô chỉ liếc anh một cái rồi đi về phía trước, tim liền đập nhanh và loạn nhịp. Nhớ tới lúc mình rơi xuống nước trong nháy mắt, liền chiếu lại ánh sáng mà này cũng không phải ánh sáng bình thường nhất định là có người cố ý cô liền quay đầu hai mắt hơi híp nhìn về phía tưởng văn phong trên mặt của tưởng văn phong cười như không cười lại chọc cây kẹo đường năm đồng bỏ vào miệng ở trước mặt cô vừa ăn lại bên mút ngón tay tiếng chóc chóc vang lên đường khả hình thật sự không chịu nổi nhìn về phía anh cau mày nói anh anh thật biến thái đoạn cô bị mất trí nhớ kia là trước đó tôi ăn kẹo ngọt, sau đó cô ăn kẹo còn lại của tôi. Tưởng Văn Phong không nhịn được, nở nụ cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tức giận chừng mắt nhìn anh, mới nghĩ tới vừa rồi mình rơi xuống nước, liền cất bước đi tới trước mặt của anh, chỉ vào khuôn mặt kia mặt đẹp trai, nói, anh nói đi. Mới vừa rồi đột nhiên tôi bị người khác mạnh mẽ ôm một cái. Có phải là anh cố ý hay không? Người khác không có gan lớn như vậy. Tưởng Văn Phong nghe lời này, trên mặt lại cười như không cười, cầm lên kẹo dẻo bỏ vào trong miệng nhai. Nói, cuối cùng có phải là anh hay không? Đường khả hình lại nhìn tưởng văn phong, tức giận kêu lên. Tưởng văn phong nghe lời này, rốt cuộc chậm chạp quay đầu, nhìn về phía đường khả hình, không nhịn được cười nhai kẹo dẻo ngọt lịm kia nói tôi đang giúp cô. Giúp tôi, đường khả hình tức giận nhìn về phía anh, hai mắt trừng lớn, thẳng kêu lên, anh muốn giúp tôi, cũng không đến mức trước mặt nhiều người đẩy tôi xuống nước như vậy có thể lặng lẽ một chút được hay không gọi điện thoại cho tôi nói chuyện chút muốn kéo tôi ra khỏi hiện trường anh có biết vừa rồi tôi mất mặt lắm hay không hả không mất mặt sao có thể phá hủy hình tượng của cô tưởng văn phong cậy vào chiều cao của mình liền khom người xuống cùng đường khả hinh mắt to nhìn thẳng mới cười lên nói tôi cũng đã đi qua nhiều quốc gia nhất là ở nước pháp cùng anh quốc cô lại phô trương như vậy đi tới buổi khai mạc rất có thể dẫn tới các giám khảo sẽ bất mãn đừng nói là cô không để ý tin tức giải trí đi đường khả hinh cao mày đầu hơi ngẩng ra sau trừng mắt nhìn anh không khách khí nói muốn tôi xem tin tức gì chứ thời gian của tôi quý báo như vậy tôi sẽ không lãnh phí trên người mấy minh tinh kia đâu cho nên tưởng văn phong phì cười nhìn về phía cô nói cô cũng không biết vợ của hoàng tử william sinh con ngày ấy ra viện vẫn là anh ta một người sách theo nôi trẻ con đến đón vợ và con trai về nhà trừ ký giả bao vây người ta có bao nhiêu ký giả cùng vệ sĩ. Lần tranh tài này mặc dù là cử hành trong nước, nhưng là dám khảo gần như là người phương Tây. Ánh mắt nên nhìn xa chút, thông minh một chút, em gái à. Cái gì, đường khả hình nghe xong lời này, liền giận đến phát run, nắm chặt hai quả đấm, nhìn về phía tưởng văn phong lần nữa ngẩng mặt nói, anh xác định, anh lớn hơn tôi sao? Nếu như anh nhỏ hơn tôi, anh thấy tôi nên kêu một tiếng chị, tôi sẽ mua kẹo cho anh như thế nào? ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng Văn Phong nghe lời này, nhịn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh đang có dáng vẻ không phục, anh phụt một tiếng, ngẩng mặt bật cười nói, em gái này thật rất đơn thuần. Số tuổi cùng thông minh có thể liên quan đến nhau sao, em sẽ không dừng ở trình độ này đâu. A, à, người như vậy, thật sự là, Đường Khả Hinh thật sự là bị anh ta chọc giận nói không ra lời, vươn tay run rẩy chỉ khuôn mặt vui vẻ của anh nguy tâm của tưởng văn phong nhảy lên không để ý tới cô nữa mà là xoay người đi về phía trước lúc đi ném lại một câu cố gắng lên đi em gái bây giờ chúng ta thấy ánh sáng đều là hơn 3 triệu năm trước đây là năm tháng dài đằng đẵng cỡ nào mới có một chút ánh sáng đường khả hinh vỡ cắn răng nghiện lợi trợn chừng mắt mà nhìn anh nhìn một lúc lâu mới hừ hừ đi về phía trước quảng trường bồi khai mạc đường khả hinh không cho đám người cặp song sinh đi theo mà là một thân một mình cất bước đi vào quảng trường khai mạc, phát hiện hiệp hội thành viên rượu đỏ cấp thế giới, đám người giám khảo đều nhìn mình, mặt của cô hơi đỏ, liền nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt của mọi người, hơi khom người, khiêm tốn chào hỏi. Vitas vẫn mặt lạnh nhìn cô, Lauren cũng thả lỏng mỉm cười nhìn về phía cô, những tuyển thủ khác cũng nhìn về phía người con gái Trung Quốc này, chỉ biết là cô rất nổi tiếng ở khách sạn Á Châu, nhưng càng làm cho người ta mong đợi đệ nhất lãnh đạo Trang Hạo Nhiên, lúc tuổi còn nhỏ cũng đã từng giành rất nhiều giải thưởng, còn có Giang Tử Thần, một người thần bí, đối với giám định rượu và thưởng thức vô cùng cao. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng kích động sôi nổi, lần tranh tài, đều vô cùng mong đợi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, hai tròng mắt của cô cũng lóe lên, cất bước đi về phía chỗ ngồi của mình, rượu thần á lịch mỉm cười nhìn về phía cô, cô cũng lễ phép mỉm cười đáp lại, mới ngồi trở lại vị trí của mình. Người chủ trì nhìn mọi người đã đến đông đủ, lập tức kích động cất giọng, cho mời hội trưởng hiệp hội rượu đỏ của thế giới, Johnson tiên sinh, còn có hai tổng giám đốc hoàn cầu và thị trường, cùng nhau cử hành nghi thức. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thảm đỏ nhanh chóng được trải ra chính giữa đường, hai màn ảnh lớn khác, liền bắt đầu chuyển hình, do trục quay tròn, từng hình kéo ở chung một chỗ, tạo thành cầu thủy tinh, bắt đầu xoay tròn rất nhanh, trong quá trình xoay tròn, rượu đỏ mãnh liệt tỏa sáng, giống như rượu chiếu ra tình cảm lãng mạn. Đầu tiên xuất hiện là hội trưởng hiệp hội rượu đỏ, rôn Tiên Sinh, chỉ thấy người này chừng 40, mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt, bên môi nở nụ cười vẫy tay chào hỏi mọi người. Tiếp, chính là Tống Thị Trường, mặc âu phục màu xám cho, ông quen mang kính gọng vàng, vừa đi về phía trước, vừa vẫy tay chào mọi người. Một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài, rốt cuộc trong khoảng khắc này, chậm chạp lái tới một tử linh mới đi ra khỏi quầy rượu phòng khách, muốn đi đến quảng trường, nghe nói tổng giám đốc hoàn cầu tới, hai mắt của cô liền sáng lên, nắm chặt túi sách trong tay, đi phía trước tràn đầy vui vẻ và có mục đích đi về phía trước. Tiêu đồng cùng Đông Anh lập tức mỉm cười tiến lên, chia ra đứng hai bên, đồng thời mở cửa ý chí che rôn roi ra, tôn kính kêu nhỏ tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, vạt áo trước bình thường, xứng vạt áo hoa bươm bướm màu trắng, rất quyến rũ, trên mặt còn có nụ cười khiến người ta rung động. Trang Hạo Nhiên cũng mặc âu phục màu đen, áo sơ mi đen, kéo cổ áo ra, phối với áo trắng viền đỏ sậm lộ rõ khí chất đàn ông phương Tây, đặc biệt, hơi thở bá đạo, hứng lấy ánh mặt trời nóng bức, nhìn về phía mọi người thì hai mắt sáng rực, vẫn luôn là ánh mắt sắc bén mà thâm sâu, nhưng khi anh cười một tiếng, toàn bộ thế giới lại nóng bỏng lóe lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tưởng thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời nở nụ cười, Đón tiếng vỗ tay đi về phía trước. Hai màn ảnh như cầu thủy tinh chuyển động, lần nữa phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu đến trên người hai người đàn ông này. Tôi, Trang Hạo Nhiên vừa bước thảm đỏ đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh, hắn tình không khỏi vừa nở nụ cười, vừa âm thầm nói tôi. Kể từ sau khi tôi về nước, giúp anh không ít chuyện. Hôm nay tôi còn chạy đến chính phủ, giúp anh tiếp không ít quan viên đâu. Anh cảm ơn tôi như thế nào đây? Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn khách khứa phía xa mỉm cười gật đầu, vừa nói có muốn thưởng cho cậu một viên kẹo hay không? Một viên ít, hai viên có đủ hay không? Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lên, nói kể từ sau khi tôi trở lại, anh thật hài hước quá rồi. Thế nào cũng không bằng cậu, Oscar mặc váy phấn hồng còn treo ở trên bảng trong khách sạn Á Châu kia. Trong khoảng thời gian này vẫn có không ít người liên lạc với Đông Anh, yêu cầu tìm bạn trai cho Oscar thật sự là nhờ có cậu giúp một tay tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói trang hạo nhiên nghe lời này lại cười lên nói nhờ tôi mà nó có bạn trai ngày mai tôi đổi cho nó mặc quần trắng để nhìn một chút tưởng thiên lỗi nghe cắn răng nghiến lợi nói chừng nào cậu mới trả nó cho tôi cậu cứ tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ đem truy phong của cậu đi hầm canh lời này trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi lên sân khấu Vừa cười nói, cũng không phải là tôi không muốn trả lại cho anh. Từ lần trước nó cùng Truy Phong nhà tôi cùng chung đánh bại kẻ địch, bây giờ cùng Truy Phong nhà tôi như keo như sơn, thậm chí còn cưỡi trên lưng Truy Phong của tôi, khiến Truy Phong đưa nó đi hóng gió. Thấy tôi còn phải hâm mộ đố kỵ đấy. So với hai ta đều tốt hơn, hai súc sinh này. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhịn cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói thật Dùng nhân cách của tôi thề, cậu còn có nhân cách sao? Tưởng Thiên Lỗi chỉ đành phải quay mặt sang, mặt nhìn tân khách khẽ nhếch nụ cười. Một bóng hình xinh đẹp dịu dàng, thật sâu nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu, anh vẫn như vậy, sức quyến rũ không giới hạn, chỉ cần thấy được anh thì cô cứ như một cô gái nhỏ ôn nhu động lòng người, ngón tay không khỏi nắm chặt, đôi mắt thâm tình, hận ý, càng không ngừng thở hổn hển, xen lẫn vào nhau, dịu dàng, mỉm cười, lạnh lẽo, co quắp một tử linh nhất định có thể đưa đường khả hình ra khỏi cuộc thi đấu này sao? Đôi mắt của như mặt, sâu kín lóe lên một chút ánh sáng, tức giận muốn động, nhưng chỉ là cười cười, nói, nếu như không được. Chúng tôi sẽ giúp cô một tay. Giúp thế nào? Người sau lưng hỏi. Như mặt ngẩng mặt, nhìn về phía tưởng thiên lỗi khí chất phong độ như vậy, âm u mà khát vọng, thâm tình nói, thiên lỗi. Anh không phải là vẫn muốn lấy được đường khả hình sao? Em giúp anh tối nay có một bữa tiệc đến lúc đó các anh cùng đi em cho anh một cơ hội để cho anh cùng đường khả hình trải qua một buổi tối thật tốt đẹp anh nhất định phải cố gắng hưởng thụ sung sướng cùng cô ta như vậy đường khả hình nếu đồng thời muốn có hai người đàn ông cô ta nhất định rất khổ sở anh nhất định cũng rất khổ sở hạo nhiên nhất định sống không bằng chết ha 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 ba người cùng nhau khổ sở quá tốt đẹp câu ngừng cười đôi mắt lóe lên tia âm u là một kế hoạch tối nay hưng phấn như vậy sao? Người sau lưng cũng cười. Cô yên tâm, xà hương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đến lúc đó, tối nay bọn họ nhất định hưởng thụ dục tiên dục tử. chương 968, ngay lập tức. Sau khi cử hành nghi thức khai mạc, các phục vụ rượu sẽ phải tham gia cuộc thi viết, sau đó sẽ trả lời phỏng vấn của phóng viên. Các thành viên trong ban giám khảo, bao gồm Vitus, Lauren, còn có bác dịch đồng thời thu gọn bài rồi đứng dậy, dựa theo quy định của trận thi đấu lớn, không được lấy bất cứ lý do gì để có thể gặp mặt thí sinh. Nếu phát hiện có người làm trái với quy định, sẽ phải rút lui khỏi cuộc thi đấu, thậm chí phạt tiền 10 triệu đô la Mỹ, bị khiển trách. Sau khi thu gọn hồ sơ, Vitus vô cùng lo lắng quay đầu nhìn về phía học trò đang đứng đằng kia. Đường Khả Hinh lập tức bị một nhóm phóng viên vây quanh, muốn phỏng vấn cô, nhưng cô chỉ mỉm cười, hơi nâng tay lên, mấy người bảo vệ lập tức tách nhóm phóng viên ra, cô liền lặng lẽ rời khỏi bác dịch cũng đứng một bên, nhìn bóng lưng lặng lẽ rời đi của đường khả hinh, cũng vô cùng lo lắng nói, lần thi viết này, nói về lịch sử rượu đỏ hàng nghìn năm trước, gần đây cô ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết thi viết có qua hay không, tôi thật sự không ôm nhiều hy vọng. Vitus nghe lời này, hai chồng mắt cũng lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là có lòng tin đối với học trò của mình, bởi vì cho dù bình thường cô có bận như thế nào, dù có phát sinh chuyện gì, cho tới bây giờ vẫn không quên luyện tập lần này chỉ là một bài thi viết, sẽ không có quá nhiều khó khăn. Khách sạn Á Châu Một công trình kiến trúc màu trắng 12 tầng, bình thường tầng trệt dùng để tổ chức các loại yến tiệc lớn nhỏ khác nhau, lần này được sử dụng để tổ chức cuộc thi đấu rượu đỏ quy mô lớn. Xung quanh tầng trệt bố trí vô số bảo vệ đứng canh từ trong ra ngoài, nhân viên công tác ra ra vào vào tấp nập, đang cùng mấy thành viên của Hiệp hội Rượu Đỏ, còn có một số thư ký của quan chức địa phương phái qua, bắt đầu kiểm tra đối chiếu địa điểm, tiến hành sắp xếp và theo dõi. Tầng thứ 5 tới tầng 12, tất cả đều là chỗ nghỉ ngơi của các thành viên hiệp hội rượu đỏ cùng các phục vụ rượu, còn có rượu đỏ để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Đường khả hình đi ra, phía sau là thi ngữ, bước nhanh đến tòa nhà phụ, nhìn thấy vô số bảo vệ đứng trên sân cỏ màu xanh lục, mỗi người đều nghiêm túc quan sát chặt chẽ tại vị trí của mình. Một số thành viên hiệp hội rượu đỏ, có lẽ là ban giám khảo, bao gồm cả dốc phu nhân, đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, tiếp nhận phỏng vấn của nhóm phóng viên. Mấy nhân viên phục vụ bên kia, biết được đã khai mạc xong, tất cả đều nhao nhao bê những đĩa trái cây đi tới, cô chỉ liếc qua một cái, liền trực tiếp đi về phía trước. Phòng nghỉ tầng thứ 12 Đường Khả Hinh bước nhanh vào, cũng đã nhìn thấy bác Phúc cùng Lâm Bạch Bạch đội chiếc mũ nồi, mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu lam, đeo một hồn thuốc, nhìn về phía bên này. Cô lập tức cảm kích cười rộ lên, nhìn về phía bọn họ, kêu nhỏ bác Phúc bạch bạch, hai người vất vả rồi. Không vất vả, bác Phúc nói xong, lập tức vung tay áo, bởi vì bây giờ bác dịch là ban giám khảo và là một trong những người chủ khảo, cho nên không thể đến gần đường khả hình, cũng không có cách nào châm cứu cho cô được cho nên hôm nay nhờ bác Phúc đến đây. Ông lão ngày càng dẻo dai, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại hết sức rõ ràng nói, nằm xuống đây. a à, đường khả hình kỳ quái ngẩng đầu, nhìn bác Phúc nói, nằm. Nằm xuống, không phải châm cứu ở tay sao, lâm bạch bạch trực tiếp nhìn về phía đường khả Hinh cười rộ lên nói đương nhiên không phải không phải bác phúc nói tử cung của cô có vấn đề sao ông ấy tự mình trở về thôn một chuyến lấy ít thảo dược thượng đẳng điều trị cho cô nhưng chủ yếu vẫn là ở tay a à, đường khả Hinh nghe lời này chỉ biết gật đầu thi ngữ lập tức đi lên phía trước đỡ đường khả Hinh, có chút không hiểu khẩn trương nói đường tiểu thư trước hết cô nên tắm rửa một chút sau đó tiếp tục được, đường khả hình đáp, đành phải nhanh chóng đi vào phòng tắm. Lâm Bạch Bạch không có thời gian để ý đến hắn, chỉ là theo dặn dò của bác Phúc, mang ngải cứu, quế viên, hoa tiêu cùng một chút dược liệu, đặt bên trong một tấm vải, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng đập nát. Bang bang phanh, sau khi đập xong, lại cho vào một tấm vải mỏng bọc lại, đi tới bên cạnh cầm máy sấy. Lúc này, đường khả hình đã mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, mái tóc dài xóa xuống vai đi ra, thi ngữ vội vàng đỡ cô nằm xuống. Lâm Bạch Bạch lập tức đi tới trước mặt đường Khả Hinh, ngồi bên giường, vén y phục của cô lên, cầm máy sấy hong khô phần rốn của cô. Thi ngữ cùng hai người giúp việc, hết sức kỳ lạ nhìn động tác này của Lâm Bạch Bạch, đang suy nghĩ hong khô rốn để làm gì. Lúc này Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu, cùng Nhã Tuệ cũng đồng thời đi tới, vô cùng khẩn trương nhìn. Lâm Bạch Bạch trong nháy mắt thấy bác Phúc cầm lên kim châm, liền trực tiếp bôi thuốc bột vào rốn đường Khả Hinh, lại dùng miếng vải màu trắng, giữ chặt chỗ này. Đường khả hình nằm trên giường, không hiểu sao cảm thấy ấm áp, lan tỏa khắp bụng, cô hết sức tò mò muốn nhấc đầu lên liếc mắt nhìn, kia rốt cuộc là thứ gì, lâm bạch bạch nhấn một cái, đem đầu của cô đè xuống, sau đó theo chỉ thị của bác Phúc, ngón tay bắt đầu phía trên vị trí rốn của khả hình, tìm kiếm huyệt vị của cô, liền muốn tự mình cầm kim châm xuống. Cô làm cái gì vậy? Bác Phúc nhíu mày chặn lại kim châm, nhìn về phía lâm bạch bạch, Lúc này, Lâm Bạch Bạch mới biết mình không thể châm, dáng vẻ xấu hổ, cười tươi lấy lòng, nhìn bác Phúc nói cháu cũng chỉ muốn giúp bác. Bác Phúc, hai ngày nay cháu cũng đã biểu hiện rất tốt rồi. Tại sao vẫn không thể thu nhận cháu làm học trò? Cô không có tuệ căn, quên đi, bác Phúc nói xong, liền cầm châm, bước lên một bước, bắt đầu châm cứu cho đường Khả Hinh. Phúc, mấy người tô lạc hoành bọn họ nghe nói chuyện của đường Khả Hinh, vội vàng chạy đến xem cô thế nào lại nghe thấy lời bác Phúc nói, anh nhịn không được che miệng cười chế nhạo. Lâm Bạch Bạch trong nháy mắt quay mặt sang, nhìn chừng chừng vào dáng vẻ kia của Tô Lạc Hoành, nghiến răng nghiến lợi nói, anh cười cái gì mà cười? Anh có tuệ căn thì rất giỏi à? Cha tôi nói những người có tuệ căn, toàn bộ đều là hồ lô chuyển thế. Quái vật. Cô, Tô Lạc Hoành muốn xông lên đánh cô. Được rồi, Lâm Sở Nhai nhất thời cũng khẩn trương kéo anh, nói, loại chuyện nhỏ này mà cậu cũng tính toán? Tô Lạc Hoành nghe lời này, nhíu mày thở dốc nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Lâm Bạch Bạch cũng thở dốc nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Bác Phúc không để ý đến hai người này, mà chuyên chú châm cứu cho đường Khả Hinh, sau đó lại mở một bao châm khác, nâng hai tay của đường Khả Hinh đồng thời châm xuống. Ách, cháu bị thương tay trái, tại sao muốn châm cứu cả tay phải? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía bác Phúc hỏi. Tây y chú ý đến một bộ phận, trung y chú ý sự cân bằng. Kinh mạch trong cơ thể đều thông với nhau, nếu như gặp chuyện không may rất có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông huyết mạch. Thậm chí vết thương ở chân sẽ châm cứu từ trên xuống dưới. Bác Phúc nói xong liền nâng hai tay Đường Khả Hinh hướng tới huyệt vị ở lòng bàn tay cô châm xuống. Đường Khả Hinh có chút khẩn trương nhắm mắt lại, không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới lúc ở vườn nho, lúc bác dịch châm cứu cho mình, Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng cùng ánh mắt thâm tình. Lâm Bạch Bạch lập tức theo lời dặn của Bác Phúc, lại chuẩn bị thuốc bột thật tốt, dùng giấy bọc lại, đem đốt lên rồi thổi tắt, khói bay ra như khói thuốc lá, hương thơm của loại thuốc này lập tức tràn ngập căn phòng, lại cẩn thận từng ly từng tí đặt lên hai huyệt vị hai bên của Đường Khả Hinh. Sáng hôm nay, tay có cảm giác tê dại cùng run rẩy không? Bác Phúc nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Có, Đường Khả Hinh lập tức nói. Bác Phúc nhíu mày căng thẳng, lại tiếp tục tận lực châm cứu cho Đường Khả Hinh. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua. Trong quá trình châm cứu, Đường Khả Hinh vì mệt mỏi cả đêm qua, tiện thể nhắm mắt lại, cảm giác được sinh mệnh trong giây phút này không ngừng lắng xuống. Từng làn khói lơ lửng bay tới bên cạnh cửa sổ sát đất, tới nơi có ánh sáng như thiên đường đó, càng lúc càng sáng, càng sáng. Phía trước vang lên từng đợt tiếng róc rách, mờ ảo truyền đến, như trong giấc mơ thơ mộng của biển cả. Dừng chút, cho thấy trong sinh mệnh chỉ có một màu xanh lá cây đung đưa xào sạc. Phía trước, bảy thác nước rào rào chảy xuống, dưới hồ dội lên từng đợt khói xanh. Trong ao sen lấp ló những đóa sen hồng, vô số những cánh bướm vỗ cánh tung bay như trong xứ sở thần tiên. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, một thân ảnh màu trắng phiêu giật, phóng khoáng nhẹ nhàng vỗ cánh bay tới. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, để lộ sự rực rỡ nhất trong sinh mệnh. Kinh ngạc vỗ đôi cánh xanh biếc của mình, nhìn về phía phong cảnh trước mặt, Cuối cùng cô vỗ mạnh đôi cánh lập tức bay lên giữa khung cảnh thần tiên này, nhẹ nhàng đứng trên một lá sen lớn, lấy trời làm chăn, lấy lá làm giường, cứ như vậy hạnh phúc hưởng thụ những điều ngọt ngào nhất trên thế giới này, tự mình có thể tìm thấy thiên đường trên mặt đất, cũng không cần phải cố gắng hết sức bay lượn. Cô ngửa mặt đón những cơn gió trong veo, thu hồi lá sen, muốn trốn mãi trong thế giới ôn nhu và hạnh phúc này, ngày qua ngày, năm qua năm. Phong cảnh mộng ảo vẫn lộng lẫy như trước dần dần cô ở trong xứ sở thần tiên này, mất đi sự chờ mong và mới mẻ, mất đi nụ cười, hai chân co lại, vô cùng cô đơn cùng mù mịt. Một luồng gió lại mạnh mẽ thổi tới, lướt qua hồ sen, thổi đến những bụi gai tạo ra những âm thanh khủng bố. Cô lập tức từ trong lá sen ngẩng đầu, nhìn về phía khu rừng tối tăm bên ngoài tiên cảnh, nghe nói nơi đó có vô số ma quỷ, vô số những gai cùng quái thú, có vô số thực vật đang vươn mình giống như nanh vuốt của ma quỷ, điên cuồng hét lên, đó là một nơi khủng bố, một nơi u ám lạnh lẽo cùng vô tình. Không bao lâu sau, vô số sinh linh, thậm chí những con bướm nhỏ nhẹ nhàng nhắc nhở cô, không được bước đến chỗ kia. Cô lại thong thả ngồi trong lá sen, thân ảnh mờ ảo, có lẽ đã ở trong xứ sử thần tiên này quá đâu, cô bắt đầu tưởng tượng ra những chiếc gai kia mà đâm vào những đầu ngón chân mình chắc sẽ rất đau, nhưng lại quyến rũ mê người, hấp dẫn cảm giác đau đớn dần tái sinh trong cơ thể. Dần dần, hô hấp càng lúc càng gấp, càng lúc càng gấp. Trong nháy mắt cô vùng đôi cánh xanh biếc của mình lên, hai mắt càng phát ra tia sáng, nặng nề thở gấp, không nhìn tất cả tiên cảnh hạnh phúc trước mặt. Trong nháy mắt cô đứng dậy tung cánh bay thẳng về hướng khu rừng rậm u ám kia, vô số bụi mận gai lập tức dựng lên, muốn đâm vào cơ thể thuần khiết mộng ảo của cô bé này. Cô lập tức cảm nhận được một trận đau nhói trên cơ thể, xúc động tiếp tục bay, không quan tâm việc đầu ngón chân đang chảy máu, những nanh vuốt của ma quỷ cào lên khuôn mặt nhỏ bé đầy máu. Cô lại không quan tâm đến tất cả đau đớn này, thân thể ngày càng bay vào sâu bên trong, cuối cùng cô cũng bay qua khắp nơi của khu rừng rậm ma quỷ này. Một trận gió nhẹ thổi đến. Bờ bên kia, cô đứng trong gió, nhìn về phía khu rừng hắc ám ma quỷ kia, còn mơ hồ có thể thấy được khung cảnh thần tiên bên kia. Khuôn mặt cô tràn đầy máu, hai tay đau đớn, váy dài bị xé rách, hai tròng mắt dần dần lấy lại ánh sáng rực rỡ, không hề lưu luyến, trong nháy mắt vung cánh lên mỉm cười hướng về phía bầu trời rộng lớn mà bay thẳng lên, vô số tiếng sấm cùng nhưng tia chớp đánh xuống, lại vẫn không thể ngăn cản cô bay về phía trước. Trong nháy mắt, hai tròng mắt đường khả hình choàng mở ra, nhìn căn phòng mình đang nghỉ ngơi, làn khói vẫn quanh quẩn, cô lại kinh ngạc ngồi dậy, nhìn không gian xung quanh, nhớ lại giấc mộng vừa rồi, trên trán cô đổ đầy mồ hôi, hai mắt ngấn lệ. Đường tiểu thư, thi ngữ có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, không hiểu chuyện gì, nơm nớp lo sợ kêu nhỏ cô. Có chuyện gì vậy? Khả Hinh, nhã tuệ cũng hết sức kinh ngạc ngồi bên cạnh đường Khả Hinh, hai tay ôm lấy bả vai của cô, lo lắng hỏi em làm sao vậy? Tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Thanh mỉm cười bước vào, phía sau cô là một người phụ nữ có vóc người cao gầy, mặc trang phục màu đen, khuôn mặt đã tốt hơn, là cô gái có dung mạo xinh đẹp động lòng người. Chỉ thấy cô thập phần tôn kính và lễ phép nhìn về phía đường Khả Hinh, nói, chào cô, đường tiểu thư, tôi là thư ký trưởng của ban giám đốc, ngải dai. Sau khi cô kế thừa 20% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu của đường tiên sinh, cũng trở thành lãnh đạo hàng thứ ba của tập đoàn Hoàn Cầu. Hôm nay chúng tôi qua đây, mong cô ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Chỉ cần chữ ký của cô, quyền nắm giữ cổ phần trên hợp đồng, cùng toàn bộ tài sản lập tức sẽ có hiệu lực. Ngoặc kép, đường khả hình vẫn như cũ nặng nề thở dốc, trên trán đầy mồ hôi nhìn về phía ngải dai, hai mắt trừng lớn sáng lấp lánh, nhớ tới khung cảnh trong mưa kia, một trận lạnh lẽo ập đến. Biết bác Phúc đã châm cứu cho mình xong, cô lập tức nâng chăn lên, sốt ruột cùng khẩn trương nói, lập tức xuất phát. Tôi muốn tới bệnh viện, lập tức tới bệnh viện, chương 969, chu kỳ sinh mệnh. Một chiếc xe con màu đen lao đi, nhanh chóng hướng bệnh viện chạy tới, đường khả hinh ngồi phía sau xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hai mắt cô lóe lên mạnh mẽ, dường như tinh thần cô vào lúc này đều ngưng lại. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà sững sờ, có chút nghi hoặc không hiểu nhìn về phía cô. Cả đoàn xe con của Khương Vĩ cùng Đỗ Uy chạy theo phía sau, cầm máy bộ đàm, nhìn hệ thống vệ tinh đang phân tích hoàn cảnh xung quanh, ba chiếc máy bay trực thăng theo sát phía sau, đội đặc trùng tinh anh ngồi bên trong trực thăng, toàn bộ dơ lên súng trường, nhắm về hướng chiếc xe của đường Khả Hinh, quan sát thấy chỉ cần một người hay chiếc xe khả nghi nào tiếp cận đường Khả Hinh, sẽ lập tức nổ súng. Thi Ngữ ngồi trong chiếc xe phía sau, đồng thời báo cáo về hành trình của Đường Khả Hinh cho Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi. Phòng làm việc của tổng giám đốc Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây dài cùng màu, cổ áo hơi mở ra, ống tay áo săn lên đến khuỷu tay. Bàn tay hơi nâng lên, im lặng nghe Thi Ngữ báo cáo hành trình của Đường Khả Hinh. Hai tròng mắt của anh lóe lên mạnh mẽ. Sau khi do dự, liền nhíu mày nói: Lúc này cô ấy có chuyện gì mà muốn tới bệnh viện? Chẳng lẽ chú Đường có chuyện gì muốn dặn dò? Tưởng Thiên lỗi một mình ngồi trên sofa, sắc mặt nghiêm trọng nói, lần thi đấu này của Khả Hinh, kết quả có thể thắng cũng có thể bại. Trong lòng cô ấy hẳn là vô cùng áp lực, rất có khả năng muốn đi tìm cha mình nói chuyện về cuộc thi. Chỉ là tôi nghe nói, ủy viên Lưu biết được lần này Khả Hinh đúng hẹn tham gia thi đấu bình thường liền rất quan tâm, rốt cuộc cũng đi vào trong đó để điều tra rượu đỏ. Ủy viên Trương lại một lần nữa thay tôi thu hồi rượu đỏ cũng không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu, cũng trầm trọng nói, hiện nay giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta vẫn đang đi xuống. Toàn bộ đều là vấn đề từ dư luận dẫn đến, thậm chí còn một số người có liên quan, đem nội dung cuộc họp của chúng ta phát tán lên trên mạng, chứng minh khách sạn dưới nước của chúng ta có vấn đề, không có cách giải quyết. Nếu nghiêm trọng có thể nổ mạnh, cái này còn không phải là kiệt tác của cậu. Tưởng thiên lỗi không khách khí chút nào nhìn về phía Trang hạo nhiên, tức giận nói. Trang hạo nhiên cười cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói cái này làm sao lại là kiệt tác của tôi được. Đây là anh muốn sử dụng 100 tỷ, hoàn toàn đánh đổ kiệt tác của tôi. Đủ rồi, vẻ mặt tưởng thiên lỗi trở nên căng thẳng, nhìn về một điểm phía trước, mới thông thả nói, không cần nghĩ chúng ta đều biết, tập đoàn hoàn cầu có nội gián cho nên tư liệu cùng tin tức mới bị truyền ra ngoài. Đây là điểm thứ nhất. Hôm nay tôi cùng chủ tịch Hàn nói chuyện, cảm thấy rằng mấy vị chủ tịch của khách sạn mới trỗi dậy, tựa như vô tình mà cố ý nhắm vào tập đoàn Á Châu. Dường như có người cho họ lá gan lớn, nghĩ rằng sức mạnh nhỏ như vậy mà muốn lật đổ hoàn cầu của chúng ta. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nói, chính phủ e ngại nhất là sự độc quyền của công ty gia đình. Nhưng chúng ta có thể đánh hơi được mạnh mối, có người muốn lật đổ chúng ta. Hai mắt tưởng thiên lỗi híp lại. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lưu chuyển, Đột nhiên nhìn bộ dáng kia của Tưởng Thiên Lỗi, có chút lấy lòng, cười rộ lên nói thân ái: Anh có biện pháp đúng hay không? Gần đây tôi vội vàng yêu đường và chuẩn bị đính hôn, thật sự không có nhiều thời gian. Anh nói xong, nắm nhẹ bàn tay trái, chiếc nhẫn đính hôn sáng lấp lánh. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mi tâm, trầm mặc nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay Trang Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: Không biết xấu hổ, tôi thấy người không biết xấu hổ như cậu, thật đúng là hiếm thấy. Ngày nào cũng giống như lấy dao găm đâm vào trái tim người khác, hình như đó là thế mạnh của cậu thì phải. Chỉ hận làm người xác thực không có kiếp sau, nếu như thật sự có, không biết cậu có thể gặp báo ứng hay không. Đã đến mức này rồi vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của tôi. Anh đương nhiên biết Trang Hạo Nhiên vì điều gì mà tính toán. Nói lời này, Trang Hạo Nhiên lập tức nhịn không được mà cười rộ lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt vẫn như cũ lóe ra tia lợi hại, nói anh cho người ngoài hưởng lợi không bằng cho tôi hưởng lợi tập đoàn hoàn á hay tập đoàn á châu chúng ta đều là người một nhà tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng tin tôi sau này sẽ trả lại cho anh trang hạo nhiên cố ý nói như vậy tôi mà tin sau này cậu trả lại cho tôi chẳng khác nào tin cậu giao bà xã lại cho tôi có thể giao bà xã của cậu cho tôi không tưởng thiên lỗi không khách khí cười hỏi anh đương nhiên là không trang hạo nhiên lập tức dựa vào sofa đôi chân vắt chéo yêu nhã ngồi đó nói, hôm nay người anh em của tôi nhìn bà xã của tôi, tôi nhất định sẽ tính sổ cùng anh ta. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trang hạo nhiên chuyển động hai tròng mắt, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cười rộ lên nói, nhanh lên một chút. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt lưu chuyển, suy xét cẩn thận, sau đó hơi nghiêng người nhấn điện thoại bàn, nói, đông anh. Vào đây một chút, một lúc sau, Đông Anh lập tức gõ cửa, bước nhanh tới, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi tổng giám đốc, anh có chuyện gì dặn dò. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Đông Anh nói, lập tức đem văn phòng trong 7 thành phố lớn của nước ta, toàn bộ buông tha. Còn có 13 bất động sản của tập đoàn, tất cả cũng đều buông tha. Theo sát lý ra, sau đó đầu tư vào các thành phố châu Âu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người âm thầm tiếp ứng cho hoàn á. Thời điểm truyền tin ra, đặc biệt chú ý tới hành động của mấy vị chủ tịch khách sạn gần đây chống đối chúng ta, xem bọn họ đầu tư về phía nào, nếu bọn họ đầu tư vào mấy văn phòng kia, lập tức bẩy họ. Đông Anh nghe xong tức khắc gật đầu. Trang hạo nhiên nghe lại không nhịn được nhịn cười, cả người hơi nghiêng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hưng phấn nói, gần đây lý ra mua lại hơn phân nửa thị trường khí thiên nhiên ở nước Anh, thiếu chút nữa làm lũng đoạn thị trường khí thiên nhiên ở quốc gia này có muốn tôi giúp anh đem tiền dành lấy ít cổ phần. Đến lúc đó buôn bán có lời, chúng ta chia đều. Lấy tiền của tôi còn đòi chia đều, có phải cậu quá thất đức hay không? Tưởng thiên lỗi hít mắt nhìn con người này. Đơn giản tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, nếu không, số tiền này của anh để vậy cũng vô ích. Trang hạo nhiên cười rộ lên nói, mấy cái khách sạn này, khẳng định một người mạnh mẽ, giỏi giang vang dội như tổng giám đốc tưởng, rất nhanh sẽ tiêu diệt hết. Tưởng thiên lỗi chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, lại nhanh chóng dặn dò đông anh, mau chóng truyền ra tin tức, nói hoàn á muốn học tập lý ra, chuẩn bị bắt đầu chuyển hướng đến thị trường khí thiên nhiên, thời điểm bọn họ đem tiền chuyển hướng vào các thành phố châu Âu. Chúng tôi sẽ đưa bọn họ, hai mắt trang hạo nhiên lóe lên tia lợi hại, khẽ nhách môi cười, nói, một lưới bắt hết. Lúc này tiêu đồng nhanh chóng đi tới, nhìn trang hạo nhiên nói, lão đại, anh phái đi một nghìn gián điệp thương mại, Tất cả đều đã chết, chúng ta rất nhanh sẽ có đáp án. Trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi nghe xong, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, biết chiến tranh sắp bắt đầu. Bệnh viện, đại sảnh bệnh viện, một khung cảnh ồn ào, Đường Khả Hinh nhanh chóng bước xuống xe, chỉ cho đôi song sinh đi theo, bước nhanh lên cầu thang tới phòng bệnh của cha, rẽ trái tại cuối đường, liền nhìn thấy hai cảnh sát đứng hai bên cửa phòng bệnh, trong nháy mắt hai mắt cô ngấn lệ. Nặng nề thở dốc, bước nhanh về phía trước. Hai người cảnh sát nhìn thấy Đường Khả Hinh, một tiếng trước Tịnh Kỳ đã đến thông báo một tiếng, liền hướng cô khẽ gật đầu, cả người hơi lùi lại. Đường Khả Hinh bước nhanh tới trước phòng bệnh, nhìn cánh cửa phòng bệnh màu trắng kia, hai mắt cô mãnh liệt lóe lên, rốt cuộc vươn tay đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Bên trong phòng bệnh, máy tạo độ ẩm liên tục phun ra hơi nước, toàn bộ không gian sạch sẽ, giường bệnh đặt giữa phòng, trên cửa sổ treo một chiếc rèm mỏng trên chiếc bàn cạnh giường đặt một bình hoa bách hợp, nở rộ rực rỡ, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Gương mặt đường trí long tiêu tụy nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ say, lồng ngực phập phồng lên xuống, bàn tay đặt hai bên hơi run run, dường như giấc ngủ không được an ổn. Đường khả hình đứng cạnh cửa nhìn về phía cha mình như vậy, mặc dù ông không thể ra khỏi tù, thế nhưng ít nhất trong phòng bệnh này, ông có thể thoải mái một chút, không cần dầm mưa dãi nắng chuyển đá, hay khâu búp bê vải. Trái tim cô đau đớn, vội vàng dưng dưng đi qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Đường trí long ý thức được có tiếng động nhỏ, mi mắt động đậy, hai tay cũng nhẹ nhàng chuyển động, rốt cuộc mơ màng mở mắt ra, vẻ mặt đều là mệt mỏi cùng tiêu tụy, thấy con gái mình lập tức có vài phần kích động, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười, kêu nhỏ, khả hinh. Cha, đường khả hinh thức khắc dưng dưng, hai tay nắm chặt tay cha mình, đau lòng cùng kích động nói cha chịu khổ rồi. Mang cha ra khỏi ngục giam, là bởi vì sợ rằng tính mạng cha có thể gặp nguy hiểm. Đường Chí Long nhìn về phía con gái mình, hai tròng mắt tràn đầy lệ, lại chậm rãi gật đầu. Đường Khả Hinh nhìn thấy cha, nội tâm của cô liền mềm xuống, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, cô không kịp lau đi, chỉ chăm chú nắm chặt tay ông, cúi đầu nghẹn ngào nói, từ nhỏ cha luôn dạy dỗ chúng con phải làm người phải có ý chí, từ nhỏ con đã cảm thấy, đây là chuyện vô cùng tự nhiên và dễ dàng. Gần đây rốt của con mới thấy hối hận ý nghĩa sâu xa trong lời dạy của cha, cái gọi là ý chí, tức là tích cát thành tháp, nhìn vào là giúp đỡ người khác nhưng thật ra là giúp đỡ chính mình. Gương mặt già nua của đường trí long nhìn thấy con gái hiểu chuyện như vậy cũng được an ủi, cười gật đầu, cuối cùng chậm rãi nói, cha đối với sự thiện lương của con luôn luôn tin tưởng, vẫn luôn tin tưởng. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ông, vô cùng cảm kích khóc nói cha. Cái gọi là vì điều gì, được hưởng thành quả gì, trong quá khứ cha ở Hoàn Cầu đã chịu oan ức, hôm nay rốt cuộc đã sửa lại án sai, thậm chí hai vị chủ tịch còn trả lại 20% cổ phần Hoàn Cầu cho cha. Trái tim đường trí lòng đập thình thịch nhìn về phía đường khả hình, hai mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói thật. Thật sự, đường khả hình chậm rãi gật đầu, nước mắt lại chảy xuống, tại thời khắc này, cô nắm chặt tay cha, cảm kích ông trời có đức hiếu sinh, đã không tròn vùi giá trị của cha mình trong cuộc sống này, trái tim cô đau đớn, lại nghẹn ngào nói thế nhưng con thật sự không muốn tiếp nhận số tiền kia càng không thể nhận số cổ phần đó được hôm nay trong lúc con chị thương ở tay đã mơ thấy một giấc mộng có một thiếu nữ ở trong khung cảnh thần tiên thơ mộng lấy trời làm chăn lấy lá làm giường cuộc sống quá hạnh phúc thế nhưng bên cạnh lại là một khu rừng rậm u ám và đáng sợ không biết cách nào gọi được cô gái đó xông vào những bụi gai lúc đó con chịu không nổi liền xông vào ngoặc kép đường trí long nhìn thật sâu về phía cô Đường khả hình thật tâm nhìn về phía cha, lệ rơi đầy mặt nói cha. Lúc con sông vào rốt cuộc mới hiểu được, con quả thật đối với hạnh phúc không muốn rời xa, con cũng hoàn toàn muốn chấm dứt để hạnh phúc mãi mãi lưu lại tại thời khắc này, nhưng rốt cuộc con cũng hiểu được, khi con chấm dứt thì hạnh phúc cũng sẽ dừng lại. Trong giấc mơ đó, những bông hoa sẽ không héo mà những con bướm cũng sẽ không chết, những làn khói xanh kia sẽ vĩnh viễn tồn tại, không có biến hóa lặp lại theo đúng chu kỳ, cũng không có bốn mùa chuyển giao, nó thật ra là một cái bẫy đáng sợ, làm cho con người ta hãm sâu vào trong đó, như vậy thượng đế sẽ có thời gian, cơ hội để thu hồi linh hồn của con người. Những con bướm bay nhẹ nhàng, những cầu vồng bảy sắc, đều là những linh hồn rơi vào cạm bẫy đó, cuối cùng đều dừng lại trong thế giới mà thời gian không hề biến đổi. Sinh không phải sinh, tử không phải tử. Đường Chí Long kích động nhìn về phía con gái, kêu nhỏ: "Khả Hinh." "Cha," nước mắt Đường Khả Hinh chảy xuống, thật tâm nói con người khi còn sống có rất nhiều lựa chọn nhưng quan trọng nhất chính là truyền lại mà không phải cứ giữ khư khư tài sản muốn chiếm lấy cái thế giới hư vô mờ ảo kia để cho cõi bồng lai mà hư cấu đó trở thành một cạm bẫy mà vây quanh cuộc sống của mình mà là phải khiến cho nó lụi tàn sau đó một lần nữa mở ra khiến sinh mệnh có tính chu kỳ trong tương lai có thể có thêm nhiều cơ hội cùng kỳ vọng con gái đã hiểu con gái thực sự đã hiểu con sẽ mang theo tinh thần này của cha Nỗ lực đi về phía trước, cam tâm tình nguyện làm cho sinh mệnh trên thế giới này nở rộ rực rỡ, cũng cam tâm tình nguyện điều chỉnh, đem cơ hội giao lại cho nhiều người. Đường Chí Long lập tức kích động nhìn về phía Khả Hinh, nước mắt từng giọt chảy xuống, run rẩy cầm tay của cô, vừa đau lòng vừa khóc nói, Khả Hinh, con gái tốt của cha. Cha, Đường Khả Hinh cũng rơi lệ, cúi đầu xuống úp mặt vào lòng bàn tay ông, khóc lên nói, từ nay về sau, nữ nhi sẽ thả tiếp theo thiết con gái sẽ bỏ xuống tất cả nhẹ nhàng ra trận dùng thực lực của chính mình chứng minh tất cả cha nhất định phải chăm sóc mình thật tốt để chứng kiến thời khắc này của con bởi vì con đường mà con sắp đi sẽ dài đằng đẵng nhưng tuyệt đối sẽ không quay đầu dù trong quá trình có thất bại có thống khổ có đau đớn dù có chảy máu hay phải chết cũng tuyệt đối không hối hận trái tim đường trí lòng đau đớn lại nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái coi đây là niềm tự hào gật đầu rơi lệ nghẹn ngào nói, cha sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ sống thật tốt, để có thể chứng kiến con gái cha từng ngày trưởng thành. Khả Hinh, con rốt cuộc đã trưởng thành, rốt cuộc, trưởng thành. Đường Khả Hinh úp mặt vào tay ông, run rẩy khóc, lại cảm giác sinh mệnh thật nhẹ nhàng, cười vui vẻ. chương 970, Lý do Tòa nhà Rất nhiều nhân viên làm việc tại Hiệp hội Rượu Đỏ, ước chừng khoảng 200 người. Bọn họ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, tay cầm văn kiện, mang theo giấy chứng nhận, nhằm vào trận đấu rượu lần này, bắt đầu làm công tác kiểm tra hiện trường, kiểm kê từng chén rượu, bình thiết bị, cùng giám khảo bố trí địa điểm, trong đó có 30 người, cầm cuối cùng họp chỉnh lý suốt lai like thi viết đề thi, thần tốc địa tại ba người giám thị hạ, nhanh chóng đi vào phòng làm việc độc lập, bắt đầu đem đề thi chuyển đến laptop. Sau đó lưu tài liệu, rồi thuận tiện đem laptop cất vào trong tủ sắt khóa kỹ lại, đồng thời phái hai người trông coi kỹ càng, lại mở video giám sát 24 giờ đem hình ảnh truyền đến phòng điều khiển. Một nhân viên khác nhanh chóng đi lên tầng 4 của tòa nhà, lần nữa kiểm tra lại chén rượu, bình thiết bị, đảm bảo các quá trình diễn ra trong trận đấu không có thêm chất phụ gia nào khác trong chén, ngoài ra một nhân viên khác yêu cầu tiến hành xem xét lại nến trắng, xiêm cùng dụng cụ mở chai. Nhân viên khách sạn rất chuyên nghiệp, lập tức xoay người kéo ra tất cả các kệ, bên trong đặt đầy nến trắng, xiêm, khăn lông trắng và dụng cụ mở chai thành viên hiệp hội rượu đỏ vô cùng e ngại người Đức, bước nhanh đi lên phía trước, cầm lấy một cây nến trắng, tự mình đưa lên mũi người, thật sự là không màu không mùi, anh chậm rãi gật đầu và sau đó xem xét lại dụng cụ mở chai, có thống nhất cùng tiêu chuẩn hay không. Trong đó có một thành viên nữ của hiệp hội rượu đỏ cầm lấy khăn lông trắng dùng mũi người, phải biết rằng đối rượu cần sợ nhân, hội chính xác đến mỗi một chút rượu hương, đặc biệt là một phục vụ rượu đẳng cấp thế giới, cho nên ngoại trừ bên ngoài toàn mùi rượu, còn lại tất cả hương vị phức tạp nhất định phải gạt trừ. Mọi người nhẹ gật đầu, rồi di chuyển về phía trước. Ánh mặt trời mãnh liệt, truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Thành viên của Hiệp hội Rượu Đỏ, bao gồm cả giám khảo kỳ cựu từ khắp nơi trên thế giới, còn có quan chủ khảo, phu nhân gióc, trên cổ từng đeo giấy chứng nhận, trong tay cầm tài liệu, bước nhanh về phía trước, chuẩn bị đi đến phòng tiệc tầng 2, nơi sẽ diễn ra vòng thi viết thứ nhất của các phục vụ rượu, nghe nói đã được bố trí tốt, hôm nay bọn họ kiểm tra lại một lần cuối cùng. Quản lý tiền sảnh khách sạn cùng trợ lý và nhân viên lễ tân hướng về phía mọi người gật đầu. Rất nhiều bảo vệ khẩn trương canh giữ ngoài tiệc rượu ở lầu 2, trong nháy mắt nghiêm túc đứng thẳng. Nhã tệ làm quản lý tiệc rượu, bởi vì sự kiện thi đấu rượu lần này, cô không có quyền trực tiếp tham gia, chính là theo bên cạnh giúp đỡ một số việc, chỉ thấy cô rất kính trọng đứng ở bên ngoài đại sảnh tiệc rượu khom lưng hỏi thăm đối với những người đi vào làm kiểm tra trên lầu. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng Jackson, Vitus và Lauren bước tới bậc thang, đi lên tầng 2, trực tiếp hướng đến phòng tiệc. Hai người phục vụ ngay lập tức mở cửa chính phòng tiệc, bọn họ trực tiếp đi vào, nhìn tiệc rượu to lớn, không gian rực rỡ, ngược lại trở thành mê cung chính thức của địa điểm thi. Vòng thứ nhất là thi viết, phía trước đặt 10 bàn thủy tinh, phía trước phía dưới xung quanh tất cả đều là máy theo dõi, mọi người ở bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình thi đấu của các phục vụ rượu mà trên bàn thủy tinh lớn đặt 13 cặp ly thủy tinh, tỉnh rượu dầm dĩ ba cái, một cái laptop. Phía sau là ba cái giá hình cổng vòm, trên cổng vòm tất cả đều là tượng thần Tây Phương và nữ tế ti. Trải qua vòng thi viết thứ nhất, sau khi đủ tư cách, mỗi phục vụ rượu sẽ tiến vào vòng thứ hai, vòng thứ ba của cuộc thi. Ba vòng kết thúc, mới tính là thông qua thi viết. Cứ mỗi vòng, đều có một cái ghế dài không nhìn thấy được, bên trong che kín ghế chủ khảo và giám khảo, chính giữa đặt ghế ngồi của người dự thi, còn có một cái bàn ăn, trên bàn đặt một cái dụng cụ mở chai, một chai sâm banh, lại còn một cái dụng cụ mở chai nữa. Vòng thứ ba của trận đấu, giám khảo chủ yếu là Vitus, Lauren, Jackson. Cuối cùng rách nói ra cho toàn bộ thế giới đều biết Vitus là lão sư đường khả hình, sau đó hướng đến hội nghị yêu cầu hủy bỏ tư cách làm giám khảo cuối cùng của Vitus. Vì chuyện này, lần đầu tiên Lauren cùng mọi người nổi lên tranh chấp, cảm thấy Jackson đưa ra ý kiến như vậy quả thực là sỉ nhục một cái rượu nhân. Sau khi trải qua một cuộc họp để thảo luận, cuối cùng vẫn là hủy bỏ tư cách làm giám khảo vòng cuối của Vitus. Việc này, đối với Vitus luôn nghiêm túc, ngay thẳng, không có quá nhiều lời muốn nói, chỉ lạnh lùng thu thập tài liệu, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Việc Jackson nhằm vào đường khả hình làm cho toàn bộ ban giám khảo đều có ấn tượng sâu sắc đối với cô gái này. Bác dịch đứng ở vòng thứ nhất thì viết đích nào đó tấm trên mặt bàn, suy nghĩ lần này đường khả hình rất có thể gặp khó khăn, ông thật sự lo lắng. Cửa chính phòng tiệc mở ra. Nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đen, đeo huy hiệu trên áo, rất lịch sự tôn trọng nhẹ gật đầu hỏi, rượu mới trăm năm trở lên đã dần dần được đưa vào trong, xin mời các giám khảo chọn ra loại rượu thích hợp, đi vào kho rượu, tiến hành niêm phong để cất vào kho. Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ nghe những lời này, lập tức dẫn tất cả giám khảo đi về phía trước, nhìn bình rượu trăm năm trở lên, toàn bộ có giá trị xa xỉ, nhưng lại dùng vải vàng bao bọc, không cho nhân viên làm việc tại Hiệp hội rượu đỏ phát hiện ra nhãn hiệu rượu, để tránh tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Cửa phòng rượu đóng lại, toàn bộ nhân viên của Hiệp hội rượu đỏ và những thành viên trẻ tuổi của hội cũng đi ra ngoài. Chỉ còn lại những phẩm rượu sư kỳ cựu cỡ 70 tuổi trở lên đến từ khắp nơi trên thế giới, có cả chuyên gia ủ rượu nổi tiếng, cùng Vitus, Lauren và toàn bộ giám khảo, đồng thời nhìn mỗi loại rượu nổi tiếng, tất cả kéo vải lên. Trong phòng có gần 30 người, tất cả đều thảo luận về các nhà máy sản xuất rượu trên toàn thế giới, lần lượt kiểm tra nghiêm ngặt, Hiệp hội rượu đỏ thế giới, giám sát viên nổi tiếng, khắc thua kém, đã dẫn ba nhân viên đứng nghiêm túc ở trước mặt mọi người, cẩn thận quan sát tình hình hiện tại. Bác dịch đứng ở một bên, trái tim hồi hộp, nhìn về phía kia bình ẩn tàng song vòng quanh trái đất cự đại bí mật rượu, bị người đặc biệt công nghệ, xử lý trước khi đường khả hình in lại nhãn hiệu, khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó, là một bình rượu viên tịch đời 17 đã biến mất. Sau khi trải qua ba thế kỷ, cuối cùng lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, Jackson thập phần quát thét đất khách cất bước tiến lên, cầm găng tay trắng do nhân viên bảo vệ đưa qua, đeo lên, từ trong túi âu phục của mình, lấy mắt kính ra đeo lên, hết sức thành kính và kinh ngạc cầm lấy này bình rượu, sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình về rượu vang, kiểm tra bình rượu này, Hai mắt bác dịch nóng lên, nhìn về phía Giác Sơn đang dờ bình rượu lên, rất ngạc nhiên nhìn, hắn bản nhân, một cái đối sự thập phần có nắm chắc, cùng thân thể cường tráng nhân, cư nhiên mặc danh kỳ rượu địa kêu khởi đầy trời thần Phật khởi lai. Cái gì thượng đế, quan âm Bồ Tát, Phật tổ đều đã kêu qua, chỉ có ban giám khảo, phẩm rượu sư, chuyên gia giám định và thưởng thức gật đầu, bình rượu này sẽ thuận lợi được chọn ra đưa vào rượu kho, như vậy bước đầu tiên đã thành công. Thiên vạn biệt lui về. Tại một nơi khác, văn phòng tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đang nóng lòng chờ đợi, đột nhiên thấy cửa mở ra, Tiêu Đồng cùng Đông Anh đồng thời suốt ruột đi tới, bắt đầu vòng chung kết lựa chọn rượu đỏ thế kỷ, có tổng cộng 100 bình, gần 30 bình được lấy ra để vào kho, kết thúc vòng lựa chọn phục vụ rượu đầu tiên. Còn lại đều quay trở về. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, nặng nề thở ra, lo lắng chờ đợi. Tại bữa tiệc Jackson nheo mắt cầm bình rượu vẫn không thể tin rằng loại rượu này đã nhiều thế kỷ, đúng là quan sát này mài cắt bình mài cắt trình độ, còn có nhãn hiệu rượu mờ nhạt, nhìn không ra nhà máy sản xuất rượu, một lần nữa anh lại cau mày, lấy kinh nghiệm phong phú của mình nhìn nút bình, tiềm thức bắt đầu theo dòng chảy hồi tưởng lại, suy nghĩ về tài liệu 300 năm trước đây có chất liệu nào giống với nút bình này hay không. Vitus và Lauren cũng kinh ngạc đến gờ Jackson, đồng loạt nhìn bình rượu này, nhận ra nó đã có lịch sử vài thế kỷ, Hiện tại đúng là rượu mấy trăm năm. Rượu vẫn là một chủ đề bí ẩn được nói đến, nhưng người ta không đề cập tới trường hợp bình rượu này, Vitus sau mày trực tiếp bắt đầu hỏi, bình rượu này, nó đến từ đâu? Người cung cấp và tài trợ là ai? Nhân viên nhanh chóng tiến lên phía trước, tay cầm video quay lại tình hình trước đó, vừa ghi chép vừa lật xem tài liệu, nói, bình rượu này là do hiệp hội rượu đỏ Trung Quốc gửi đến. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Vitus vừa nhíu mày nghe những lời này, vừa mang bao tay trắng, cầm bình rượu từ trong tay Jackson không ngừng xoay tròn, suy nghĩ về nguồn gốc của bình rượu. Jackson nghiêm túc đề xuất, bình rượu này không thể đưa vào kho rượu của trận đấu. Trái tim bác dịch vịch một tiếng vỡ nát, hai mắt không hiểu lóe lên, không nhịn được nắm chặt quả đấm, hơi thở nặng nề, cố gắng làm cho giọng nói của mình ôn hòa, hỏi tại sao. Khuôn mặt Jackson lạnh nhạt, xuất phát từ việc kinh doanh rượu, vẻ mặt lại chăm chú, một bình rượu gần 300 năm, làm thế nào có thể đặt ở một trận đấu lớn dùng để uống. Cái này thật sự quá lãng phí, cũng quá xa xỉ rồi. Lauren cũng thấy khó hiểu nhìn kỹ bình rượu, lại nghe Jackson nói vậy, mỉm cười đưa ra ý kiến của bản thân, ông Jackson. Trận thi đấu phục vụ rượu lần này, toàn bộ đều là tuyển thủ đẳng cấp thế giới, bọn họ vốn là những người đứng đầu đánh giá rượu, sau đó đến phục vụ rượu họ có nhiều điều kiện hơn so với người trên thế giới, có thể truyền lại hương vị cổ điển của rượu. Một số giám khảo gật đầu, đặc biệt là phu nhân dốc rất cởi mở, cũng mỉm cười gật đầu. Mặc dù đây là một trận thi đấu trên toàn thế giới, nhưng vì là một trận đấu nên không có sự ổn định. Mà còn là loại rượu được bảo quản hơn 3 thế kỷ, nó nên được đưa vào viện bảo tàng, chứ không phải là nơi đây. Người Trung Quốc không hề biết tinh thần rượu vang của người phương Tây chúng ta, trong lúc này mới không cẩn thận đưa ra bình rượu cổ này. Khuôn mặt rách sân lạnh lùng lại thận trọng nói. Những lời này vừa được nói ra, ánh mắt bác dịch nheo lại, nhìn về phía rách Trong lúc này Vitus cũng im lặng không lên tiếng. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 970.